Rồi, cả ba link cho tôi hỏi các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe rõ và thấy rõ bài giảng không? Dạ nghe. Một link, hai link, còn link thứ ba. Alo. Các bạn thấy rõ bài giảng không? Tần số lớn hơn nữa không? Rồi. Tôi chưa thấy phản hồi của link còn lại. Link còn lại là của bạn nào? Bạn nào làm nhóm trưởng? À, các bạn không phản hồi thì tôi bắt đầu nha. Một lát trễ bài thì sẽ mất bài đó, cho nên tôi hỏi liên còn lại là nhóm nào thì phải phản hồi, có thấy và nghe rõ hay không? Rồi. Như vậy trong buổi chiều hôm nay các bạn sẽ học hai bài lý thuyết nội bệnh lý 3. Đó là bài viêm khớp dạng thấp và bài bệnh lupus đã hệ thống. À, tôi sắp xếp hai bài này chung bởi vì nó có những cái điểm gần giống nhau. Cho nên cần học chung để mình có thể mình phân biệt ha. Nó giống nhau bởi vì nó chung một cái nhóm bệnh lý gọi là bệnh tự miễn và thuốc thuộc nhóm bệnh lý về mô liên kết. Cho nên nó sẽ có một số điểm về mặt cơ chế, về mặt lâm sàng cũng như là cơ chế bệnh sinh, đặc điểm về điều trị có những cái nét hơi hơi giống nhau nha. Đầu tiên là bài bệnh viêm khớp dạng thấp. Thì ở bài này các bạn cần đạt được 4 mục tiêu chính. Thứ nhất là các bạn cần hiểu được cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm khớp dạng thấp. Mục tiêu thứ hai là mô tả đầy đủ các cái đặc điểm về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Mục tiêu thứ ba là hiểu và áp dụng đúng được các cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, và mục tiêu sau cùng là điều trị và theo dõi được bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Thì các bạn biết là bệnh viêm khớp dạng thấp đó là một cái bệnh lý khớp, viêm khớp mãn tính xảy ra ở khoảng 0,5 đến 1% người trưởng thành trên toàn thế giới. Và tại Việt Nam, cái thống kê ở miền Bắc vào năm 2000 thì tần suất bệnh viêm khớp dạng thấp khoảng 0,28%. Vì đây là một cái bệnh lý tự miễn cho nên là nó có yếu tố về dịch tễ rất là rõ ràng. Đây là bệnh lý thường gặp ở nữ giới tuổi trung niên. Thì người ta thấy cái tỷ lệ mà giữa nữ và nam mắc bệnh á, thì người ta thấy khoảng là 3 đến 4 trên 1, tức là trong cho khoảng 5 người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp thì có khoảng là 4 người nữ mắc, còn lại là một là nam. Thì tuổi trung niên tức là cái lứa tuổi trung niên thường gặp, nhưng có thể là mình sẽ gặp ở những cái lứa tuổi trẻ hơn, có thể là 18, 20 hoặc là những cái lứa tuổi lớn hơn tức là sau tuổi 65. Nhưng mà thường nhất là tuổi trung niên. Thì đặc điểm của bệnh là bệnh diễn tiến mãn tính và xen kẽ những cái đợt viêm cấp tính, tức là bệnh nhân sẽ có những cái đợt tiến triển viêm cấp tính, sưng nóng, đau giới hạn vận động các khớp, bệnh nhân phải đến khám bệnh hoặc phải nhập viện. Và khi hết cái đợt viêm cấp tính đó, bệnh nhân trở về nhà thì không phải là bệnh nhân đã khỏi bệnh, bệnh nhân vẫn còn gì một cái quá trình viêm mãn tính. Cơ thể bệnh nhân lúc nào cũng có một cái phản ứng viêm mãn tính, lý do đây là một cái bệnh lý tự miễn ha. Trước đây người ta chỉ biết đến bệnh này với một cái tên gọi là viêm đa khớp, bởi vì biểu hiện lâm sàng mà đặc trưng của bệnh là gì? Bệnh nhân khởi phát viêm rất là nhiều khớp, cho nên người gọi là viêm đa khớp. Và lúc đó thì người ta chưa hiểu về cái cơ chế bệnh sinh của bệnh, cho nên khi điều trị thì người ta cũng chỉ là gì? Miễn viêm nhiều khớp thì tôi điều trị hết viêm mấy cái khớp đó thì nghỉ, không cần điều trị tiếp tục. Miễn sao bệnh nhân hết sưng, hết đau, hết viêm là được. Nhưng cái hậu quả sau cùng của bệnh nhân, mặc dù điều trị hết sưng viêm nhưng bệnh nhân vẫn gì tiến tới là phá hủy khớp và tàn phế. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã có những cái tiến bộ về miễn dịch,
về di truyền cũng như là sinh học phân tử, thì cơ bản người ta đã xác định được cái cơ chế bẩm sinh của bệnh viêm khớp dạng thấp, và người ta đã đưa ra các cái phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Và trong đó cái điều trị quan trọng nhất đối với bệnh viêm khớp dạng thấp đó là điều trị cơ bản hay là điều trị theo cơ chế bẩm sinh, tức là người ta sẽ điều trị bằng các cái thuốc ức chế miễn dịch. Về mặt định nghĩa thì các bạn biết đây là một cái bệnh lý viêm khớp mãn tính, đồng thời cũng là một cái bệnh lý tự miễn điển hình. Đó, nó gần như tương tự bệnh cùng một cái nhóm bệnh với bệnh lupus băng đỏ hệ thống, thì bệnh lupus băng đỏ hệ thống là bệnh tự miễn điển hình nhất, thì nó là bệnh đứng thứ hai ha, với những cái biểu hiện chủ yếu là tại khớp, kế đến là ngoài khớp và các cái triệu chứng toàn thân. Đặc trưng khởi đầu trong bệnh viêm khớp dạng thấp đó là tình trạng viêm màng hoạt dịch có tính chất ăn mòn ở các cái khớp nhỏ ngoại biên, đặc biệt là các cái khớp có cấu trúc hoạt dịch, thí dụ như là khớp ở bàn ngón tay, khớp tiên đốt gần, khớp cổ tay, hoặc là ở chi dưới thì ở khớp bàn ngón chân, khớp cổ chân, khớp gối, vân vân. Đặc điểm của nó có tính chất đối xứng, tiến diễn tiến kéo dài, tiến triển từng đợt và xu hướng tăng dần, tức là những cái đợt tiến triển của nó càng về sau mức độ càng nặng. Nếu mình không điều trị bằng những cái thuốc cơ bản, những cái thuốc ức chế miễn dịch, thì những cái đợt tiến triển sau, thí dụ đợt này là tiến triển mức độ nhẹ, đợt sau thì có thể mức độ trung bình hoặc nặng hơn, và hậu quả sau cùng của nó là tổn thương sụn khớp, gãy xương, ăn mòn xương, gây biến dạng khớp, chính khớp, và cuối cùng là tàn phế do mất chức năng vận động của khớp. Thì các bạn quan sát trên slide này, đây là cấu trúc của khớp hoạt dịch cắt theo mặt phẳng tráng ha. Thì đây là cái đặc điểm của những cái khớp nãy giờ mình kể đó, có thể là cái khớp ở bàn ngón tay, ở bàn ngón chân, rồi khớp cổ chân, ở khớp gối, khớp háng, hay là ở chi trên là khớp cổ tay, khớp khuỷu, vân vân. Thì khởi đầu trong bệnh viêm khớp dạng thấp, thấy sao, từ màng, đây là cấu trúc của bao khớp, và lót ở phía trong bao khớp là màng hoạt dịch. Thì trong viêm khớp dạng thấp sẽ khởi đầu viêm ở màng hoạt dịch này ha, dần dần bắt đầu nó tiết ra các enzyme gây quỷ sụn, dần dần sẽ quỷ cấu trúc của xương dưới sụn và gây biến dạng khớp. Về mặt cơ chế bệnh sinh thì trong bệnh viêm khớp dạng thấp, người ta đi giải thích cơ chế bệnh sinh với ba cái cơ chế chính sau. Thứ nhất là giải thích cơ chế bệnh sinh ở tổn thương màng hoạt dịch. Thứ hai là các cái chất trung gian gây viêm, và cơ chế thứ ba là cơ chế chết tế bào theo chương trình. Đầu tiên là cơ chế giải thích cơ chế tổn thương ở màng hoạt dịch, thì người ta thấy là cái người ta đem cái cấu trúc của màng hoạt dịch ở những cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đem quan sát trực tiếp ở kính hiển vi, thì người ta thấy nó trở thành quá sản, tăng sản. Thì màng hoạt dịch mình có hai lớp màng tế bào, đó là lớp trên và lớp dưới, thì cả hai cái lớp màng tế bào này đều có sự thay đổi về mô học. Ở lớp trên thì nó sẽ gia tăng số lượng cả hai loại tế bào hoạt dịch tiếp A và tiếp B, còn lớp dưới thì nó sẽ thâm nhiễm các cái tế bào miễn dịch và cả tế bào viêm, đại thực bào, lympho T, tế bào lympho B và các cái tương bào cũng như các cái tế bào gai khác. Và đồng thời người ta quan sát ở đây, người ta thấy gì, có tình trạng là các cái mạch máu, hệ thống mạch máu sao nó tân sinh rất là mạnh mẽ, và khi bệnh càng tiến triển thì tính chất của màng hoạt dịch thì càng thì bị biến đổi dần dần. Thì ngoài cái chuyện là cái tế bào hoạt dịch ở cái lớp trên của màng hoạt dịch nó tăng số lượng tại chỗ màng hoạt dịch, sau đó nó xâm lấn vào cả phần sụn khớp, và ở những cái vị trí này nó bắt đầu tiết ra các cái yếu tố tiền viêm và các cái enzyme gây hủy xương và sụn, và lúc này sẽ gây ra cái phá hủy đặc trưng trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Cơ chế bệnh sinh thứ hai đó là các cái chất trung gian gây viêm, thì người ta thấy là trong bao khớp ở những cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có sự gia tăng nồng độ các cái cytokine và rất đa dạng, rất nhiều loại các cái chất trung gian viêm này. Thì trong đó người ta thấy nhiều nhất đó là cái yếu tố hoại tử u nhóm alpha, interleukin 1 và interleukin 6 và một số cái chất trung gian gây viêm khác nữa. Và các bạn biết là bình thường trong một cái khớp bình thường của mình có cái chất trung gian viêm hay không ạ? Có ha.
cũng có một cái nồng độ chất trung gian gây viêm nhất định, nhưng song song đó cơ thể mình sẽ có một cái gì, một cái nồng độ chất trung hòa tương ứng để nó giữ cho hai cái thành phần này gì cân bằng với nhau và không gây ra hiện tượng viêm, đáp ứng viêm. Tuy nhiên, đối với những cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì nó còn có một cái cơ chế tham gia nữa là sự mất cân bằng giữa các cái yếu tố viêm, tiền viêm và các yếu tố trung hòa. Tức là gì? Một mặt là cái nồng độ các cái cytokine này tăng lên cao, một mặt khác là các cái yếu tố trung hòa này nó gì? Nó thấp hơn mức bình thường và do đó nó làm cho cái nồng độ của các cái chất trung gian viêm này càng cao hơn. Ngoài ra còn có một số yếu tố tiền viêm khác, thí dụ như là chất trung gian đa hiệu, chất nitric oxide, prostaglandin, leukotriene và một số chất khác. Cơ chế thứ ba là cơ chế chết tế bào theo chương trình. Thì bình thường tất cả các cái tế bào trong cơ thể mình lúc nào cũng có một cái cơ chế, tức là cơ chế chết theo chương trình. Để làm chi các bạn? Để những cái tế bào nó già đi, nó mất chức năng thì nó sẽ chết và nó thay thế những cái tế bào mới để thực đảm nhiệm tiếp tục cái chức năng của mình. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì người ta đặt ra giả thuyết là cái cơ chế chết tế bào theo chương trình của cái tế bào hoạt dịch nó bị ức chế và bị suy yếu và do đó nó làm gia tăng cái tế bào hoạt dịch ở màng hoạt dịch. Và cái sự suy yếu này người ta cũng đặt ra giả thiết có thể là do biến dị của các gen ung thư bảo vệ xảy ra thứ phát sau một cái môi trường giảm oxy nội khớp, đặc biệt là môi trường khớp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên trong ba cơ chế này thì mình thấy là cơ chế mà quan trọng nhất mà mình có thể can thiệp vào về mặt lâm sàng để điều trị chính là cơ chế thứ hai, tức là cơ chế sự gia tăng nồng độ của các cái trung gian gây viêm. Và rõ ràng về mặt lâm sàng người ta đã gì điều trị, những cái tiến bộ trong điều trị viêm khớp dạng thấp là những cái thuốc sinh học người ta sản xuất ra đánh vào cơ chế bệnh sinh, tức là cơ chế thứ hai, tức là những cái loại thuốc thí dụ như là kháng TNF alpha, kháng tức là những cái loại thuốc như là kháng TNF alpha, kháng interleukin 1 và kháng interleukin 6. Còn những cái cơ chế thứ nhất và cơ chế thứ ba thì mặc dầu nó cũng giải thích được một phần nhưng những cái điều trị về mặt lâm sàng của mình thì không can thiệp được vào những cái vấn đề đó nha. Về cơ chế bệnh sinh của những cái biểu hiện ngoài khớp như vậy, ở những cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, ngoài những cái tổn thương tại khớp là tổn thương chính thì nó còn có những cái biểu hiện ngoài khớp khác, ví dụ như những cái tổn thương ở dưới da như là nốt thấp, rồi những cái tình trạng tràn dịch màng tim, viêm màng ngoài tim, hoặc là tình trạng viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi, vân vân. Thì hầu như ở đây là những cái vị trí không có chứa mô hoạt dịch nhưng vẫn bị tổn thương, và ở những cái tổn thương ngoài khớp này thì người ta thấy là cơ chế bệnh sinh vẫn vẫn chưa rõ ràng. Về mặt triệu chứng lâm sàng thì triệu chứng lâm sàng nổi bật và điển hình nhất của bệnh viêm khớp dạng thấp đó là tổn thương tại khớp. Đó. Vị trí thường gặp như là lúc đầu bài giảng tôi có nói rồi, tức là cái vị trí các cái khớp ở ngoại biên nhỏ có tính chất đối xứng như là khớp ngón gần, khớp bàn ngón tay, khớp cổ tay, khớp khuỷu, rồi khớp bàn ngón chân, khớp cổ chân và khớp gối. Những cái vị trí khác như là khớp vai, khớp khuỷu thì thường là những cái giai đoạn mới khởi phát thì nó ít gặp hơn, nhưng dĩ nhiên là về sau thì cũng có thể là tổn thương. Hầu như bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đến với mình bởi vì gì? Tổn thương toàn bộ các cái khớp và những cái vị trí khác như là khớp háng và cột sống cổ thì cũng có thể gặp nhưng ít, tính chất thường đối xứng hai bên. Thì trong các cái đợt tiến triển thì các cái khớp này sẽ có tình trạng viêm cấp tính, tức là gì? Sưng, nóng, đau, hạn chế vận động. Nhưng cái biểu hiện viêm trong viêm khớp dạng thấp nó có một cái đặc tính hơi khác so với những cái bệnh lý viêm khớp khác, đó là gì? Ít tính chất đỏ trên lâm sàng. Mặc dù mình thấy sao? Mình thấy khám lâm sàng mình thấy là nó không biểu hiện tấy đỏ, chỉ có tình trạng sưng nề, sờ vào nóng, nhưng bệnh nhân rất đau và hạn chế vận động.
Và dĩ nhiên bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện đau kiểu viêm. Các cái khớp sẽ biểu hiện là cứng khớp vào buổi sáng, thường kéo dài trên 1 giờ. Thì đó là những cái trường hợp bệnh nhân đến với mình ở giai đoạn viêm và chưa có biến dạng khớp, chủ yếu là những cái giai đoạn sớm, ví dụ như là sau 6 tháng hoặc là 1 năm trở lại, thì chủ yếu bệnh nhân đến vì viêm màng hoặc dịch là chủ yếu, cho nên là chưa có những cái biểu hiện về là trục khớp, biến dạng khớp. Nhưng có những cái trường hợp bệnh nhân đến với mình tương đối là trễ, tức là sau vài năm chưa được chẩn đoán xác định, chưa được điều trị cơ bản, thì bệnh nhân sẽ có những cái biến dạng ở bàn tay, ví dụ như là một bàn tay gió thổi, rồi biến dạng vùng cổ tay làm cho cổ tay hình lưng lạc đà, rồi ngón tay hình cổ cò, do lúc này là có những cái thay đổi về cấu trúc của khớp. Triệu chứng toàn thân và ngoài khớp thì đây là một cái bệnh lý tự miễn, thì có những bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng toàn thân giống như là một số bệnh lý tự miễn khác. Bệnh nhân có thể là có gầy sút, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, thiếu máu, vân vân. Rồi biểu hiện ngoài khớp đầu tiên đó là tổn thương ở dưới da, người ta gọi là nốt thấp. Thì những cái nốt này thường ở những cái chỗ tì đè, thí dụ như ở mặt ngoài cẳng tay, những cái điểm ép của cổ tay, bàn tay, chân, thường tính chất là chắc, kích thước thay đổi từ vài mm đến vài cm. Ngoài ra người ta còn có thể thấy nó ở xuất hiện ở phổi hay là cũng mặt mắt. Và nốt này có thể cải thiện khi điều trị được tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp. Có thì nó sẽ thay đổi, nó có thể cải thiện. Ở Việt Nam thì tỷ lệ nốt thấp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì tương đối là thấp, chỉ khoảng 5% thôi. Cho nên trong cái thời gian ngắn mình đi lâm sàng vài tuần lễ, đôi khi các bạn sẽ gì không thấy được cái triệu chứng này. Triệu chứng ngoài khớp thứ hai đó là biểu hiện viêm mao mạch. Thì bệnh nhân viêm khớp dạng thấp sẽ có biểu hiện dạng hồng ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Có khi nó gây hoại tử vô khuẩn, thậm chí có thể nó gây tắc những cái mạch lớn, gây ra hoại thư. Và triệu chứng này mặc dù ít hiếm gặp trên lâm sàng, nhưng những bệnh nhân nào có bệnh viêm khớp dạng thấp nào có triệu chứng này thì thường là tiên lượng nặng. Tiên lượng nặng ở chỗ là tiên lượng các cái khớp này nó sẽ gì? Nó sẽ tiến triển rất là nhanh, quỵ khớp rất là nhanh nếu mình không điều trị sớm ngay từ đầu. Những cái biểu hiện ngoài khớp khác, ví dụ như là tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi thường cũng hiếm gặp và có thể mình xuất hiện trong những cái đợt bệnh tiến triển. Ngoài ra những cái cấu trúc khác quanh khớp như là gân, cơ, dây chằng và bao khớp đều bị tổn thương. Ví dụ các cái cơ cạnh khớp teo do ít vận động, rồi những cái triệu chứng viêm gân, các cái dây chằng quanh khớp co kéo hoặc là lỏng lẻo và có thể gặp những cái kén ở khueo chân, thí dụ kén bắc cơ do thoát vị xuống cơ cẳng chân, giống như cái kén bắc cơ trong bệnh thoái hóa khớp vậy. Ngoài ra bệnh nhân còn có những cái triệu chứng khác, thí dụ như là thiếu máu, rối loạn thần kinh thực vật, hội chứng đường hầm cổ tay và viêm móng mắt, vân vân. Về đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì ở đây mình sẽ có 3 nhóm cận lâm sàng chính. Thứ nhất là các cái xét nghiệm chứng tỏ tình trạng viêm. Thì dĩ nhiên là đây là một cái bệnh lý từ đầu mình khẳng định là một cái bệnh lý gì? Viêm mạn tính, cho nên sẽ có sự thay đổi của các cái xét nghiệm đánh giá cái phản ứng viêm của cơ thể. Ở đây mình có 3 cái xét nghiệm chính. Thứ nhất là tốc độ máu lắng, thứ hai là các cái protein viêm thì điển hình và mình thường ứng dụng nhất ở lâm sàng đó là xét nghiệm C-reactive protein hay là CRP, và thứ ba là công thức máu. Thì như vậy dĩ nhiên là bệnh nhân có tình trạng viêm và tùy mức độ nặng, phản ứng viêm nhẹ, trung bình hay là nặng thì cái sự thay đổi của các cái xét nghiệm này nó sẽ tăng tùy mức độ chứ nó không phải là điển hình cho bệnh viêm khớp dạng thấp. Ở đây công thức máu thì nó thể hiện cái biểu hiện viêm ở chỗ nào, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng thiếu máu, đặc điểm là đẳng sắc, đẳng bào, có khi là hồng cầu nhỏ nhược sắc nếu mà tình trạng viêm và kéo dài không được điều trị. Tuy nhiên ở đây biểu hiện thiếu máu, hồng cầu nhỏ nhược sắc của bệnh nhân do tình trạng viêm chứ không phải là do thiếu sắt, cho nên khi mình xét nghiệm gì ferritin thì nó sẽ tăng ha, và dĩ nhiên là bệnh nhân sẽ không đáp ứng với điều trị sắt.
Và khi mình điều trị tình trạng viêm cải thiện thì tình trạng thiếu máu, thiếu sắt này, thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiệt sắt này nó sẽ gì? Sẽ tự động phục hồi. Nhóm thứ hai là các cái xét nghiệm về miễn dịch. Thì khi mình tiếp cận bệnh nhân có những cái biểu hiện lâm sàng nghi ngờ bệnh viêm khớp dạng thấp thì hai cái cận lâm sàng về miễn dịch mình cần chỉ định đầu tay, đó là yếu tố dạng thấp và thứ hai là anti-CCP. Thì các bạn biết về mặt lâm sàng, nếu mà cái cơ sở của mình chỉ có một trong hai thôi thì mình cũng có thể chỉ định một trong hai là được. Tuy nhiên nên chỉ định cả hai nếu cơ sở y tế của mình có, bởi vì nó có ý nghĩa giúp hỗ trợ chẩn đoán xác định chính xác hơn và nó còn giúp cho tiên lượng bệnh ha. Bởi vì những cái hai cái xét nghiệm này mỗi cái yếu tố nó có cũng có những cái đặc điểm riêng. Ví dụ như đầu tiên là yếu tố dạng thấp. Thì độ nhạy của yếu tố dạng thấp thì khoảng 80%, 75 đến 80%. Nhưng hoàn toàn yếu tố dạng thấp này không đặc hiệu với bệnh viêm khớp dạng thấp. Có khả năng nó có dương tính trong bệnh lupus phong đại hệ thống, có thể nó dương tính ở những cái bệnh lý mạng tính khác, bệnh lý ác tính khác ha. Thậm chí là một cái tỷ lệ người bình thường cũng có thể có nồng độ RF dương tính thấp. Tuy do đó mà sao có những cái trường hợp trên lâm sàng bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, nếu mình chỉ định R xét nghiệm yếu tố dạng thấp về nó cũng dương tính, nó cũng dương tính ở cái nồng độ thấp thì dĩ nhiên là mình cũng không có thể chẩn đoán xác định được, thì lúc này mình cũng phải kết hợp thêm một xét nghiệm nữa, đó là anti-CCP. Thì đây là một cái xét nghiệm để xác định tự kháng thể kháng peptide citrulline dạng vòng, cũng là một xét nghiệm ELISA và độ nhạy thì khoảng 76%. Ngược lại độ đặc hiệu của nó rất là cao, khoảng 96%. Như vậy xét nghiệm anti-CCP nó có một cái ưu điểm vượt bậc so với yếu tố dạng thấp, tức là độ đặc hiệu của nó rất cao, nó có thể giúp mình chẩn đoán xác định bệnh trong những cái trường hợp về mặt lâm sàng biểu hiện bệnh chưa điển hình nha. Ngoài ra một số tự kháng thể khác như là kháng thể kháng nhân, tự kháng thể kháng bào tương đa nhân vân vân đều cũng có thể dương tính ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Nhóm thứ ba là cận lâm sàng về hình ảnh học. Thì đầu tiên là chụp X quang quy ước, thì vai trò của cái X quang quy ước đối với bệnh nhân viêm khớp dạng thấp để làm gì? Như vậy mình thấy là khi nếu các bạn có đọc bài trước, các bạn thấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của mình không hoàn toàn không có hình ảnh học trong đó. Như vậy X quang chủ yếu là góp phần cho mình chẩn đoán một phần, và thứ hai là gì? Giúp chẩn đoán giai đoạn bệnh của bệnh nhân. Ở những cái trường hợp bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mới mắc thì lúc nãy mình đã có nói là mới mắc, tức là trường hợp mình mới chẩn đoán có thể trước 6 tháng ha, gọi là mới mắc, thì trên hình ảnh X quang chắc chắn là nó không có gì thay đổi, có thể là nó bình thường hoặc là chỉ nhìn thấy hình ảnh sưng mô mềm xung quanh hoặc là cái tăng thấu quang các cái khớp có viêm trên lâm sàng thôi. Bởi vì mới mắc thì nó chỉ viêm màng hoặc dịch, nó chưa có gì tổn thương sụn, chưa có tổn thương cấu trúc của xương nha. Ở giai đoạn trễ hơn, giai đoạn tiếp theo thì lúc này bắt đầu có biểu hiện gì? Hủy khớp, ăn mòn ở cạnh khớp, người ta gọi là hình ảnh erosion ha, là điển hình của bệnh viêm khớp dạng thấp. Ở giai đoạn trễ hơn nữa, thường sau 2 3 năm ha, hoặc là hơn nữa, thì lúc này cái tổn thương ăn mòn này nó không chỉ khu trú ở cạnh khớp mà nó đã gì lan rộng ra ngoài sụn khớp, gây hẹp khe khớp, bán trật khớp, lệch trục khớp ha, và lệch trục khớp hoàn toàn. Như vậy khớp hoàn toàn mất chức năng vận động và bệnh nhân tàn phế. Cận lâm sàng thứ hai đó là hình ảnh cộng hưởng từ và siêu âm với độ phân giải cao. Thì đây là những dĩ nhiên đây là những cái cận lâm sàng gì? Nó cao cấp hơn, tốt hơn nhiều so với X quang quy ước, bởi vì đây là những cái cận lâm sàng có thể giúp cho mình quan sát cái độ phân giải nó rất là cao, có thể giúp mình quan sát những cái tổn thương mô mềm, màng hoạt dịch, cân cơ xung quanh. Cho nên nó có thể giúp mình một cái chuyện là giúp mình chẩn đoán, có thể phát hiện ra những cái tổn thương sớm của bệnh viêm khớp dạng thấp khi chưa có những cái biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng hoặc là chưa có những cái thay đổi của X quang trên người ta chụp
hình ảnh cộng hưởng từ khớp cổ tay thì người ta có thể phát hiện hình ảnh erosion mặc dù trên X-quang chưa thấy. Có hình ảnh thay đổi cái tín hiệu ở các cái đầu xương do tình trạng phù xương, do tình trạng viêm màng hoặc dịch gây sung huyết những cái vùng từng vùng của xương. Và siêu âm với độ phân giải cao thì nó cũng giúp phát hiện viêm khớp dạng thấp mới mắc, có thể phát hiện biểu hiện tràn dịch, rồi viêm màng hoặc dịch, tổn thương ở vỏ xương, tổn thương ăn mòn xương, vân vân. Về chẩn đoán xác định thì hiện tại mình sẽ chẩn đoán xác định bệnh viêm khớp dạng thấp dựa vào tiêu chuẩn ACR ELA năm 2010, không áp dụng tiêu chuẩn ACR năm 87 nữa. À, lý do gì? Lý do mục tiêu trong bệnh viêm khớp dạng thấp, mình phải chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, giai đoạn mà bệnh nhân chưa có quỹ khớp, quỹ xương. Tiêu chuẩn ACR 587 thì nó đã cổ điển và nó không giúp cho mình chẩn đoán được bệnh ở giai đoạn sớm. Nhưng tiêu chuẩn ELA năm 2010 nó có thể giúp cho mình chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm. Do đó mà hiện tại người ta khuyến cáo là các bạn phải sử dụng tiêu chuẩn ACR ELA năm 2010 để chẩn đoán xác định. Thì tiêu chuẩn này mình sẽ có bốn nhóm về triệu chứng. Thứ nhất là tổn thương tại khớp, thứ hai là xét nghiệm về miễn dịch, thứ ba là cái xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm, và cái thứ tư là thời gian của triệu chứng. Và mỗi phần như vậy các bạn sẽ lượng giá và cho điểm từng phần, mình sẽ cộng lại với nhau, và nếu đạt từ 6 điểm trở lên thì mình sẽ chẩn đoán xác định viêm khớp dạng thấp. Và tiêu chuẩn này, dĩ nhiên cái tiêu chuẩn gì mà giúp chẩn đoán sớm bệnh thì độ nhạy của nó tương đối rất cao, độ nhạy hơn 90%. Và cái gì độ nhạy cao thì chắc chắn độ đặc hiệu của nó sẽ gì? Sẽ giảm đi. Lý do đó mà khi mặc dù khi mình chấm điểm mình đạt từ 6 điểm thì mình đã lập được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, nhưng nếu lâm sàng vẫn còn nghi ngờ thì vẫn phải chẩn đoán phân biệt, chứ không phải là vừa đủ 6 điểm là mình phải bắt buộc chẩn đoán xác định là viêm khớp dạng thấp. Các bạn chú ý chuyện này. À, thì ở đây tôi sẽ không nhắc từng phần, đánh giá điểm của từng phần, mà tôi chỉ nhấn mạnh những cái điểm chính thôi. Thứ nhất là biểu hiện tại khớp, về cái cách đánh giá sao cho chính xác đây. Các bạn thấy là biểu hiện tại khớp này có thể là biểu hiện viêm, đúng không? Hoặc là những cái biểu hiện biến dạng khớp điển hình trong bệnh viêm khớp dạng thấp mà trước đó tiền sử bệnh nhân đã có những cái biểu hiện viêm tại các cái khớp này. Thì các bạn thấy ở trong cái phần triệu chứng này mình phải phân biệt được một cái chuyện quan trọng, đó là cái nào là khớp lớn, cái nào khớp nhỏ để mình cho điểm. Hay trong bài lý thuyết, trong bài giảng của mình có đó, khớp lớn tức là những cái khớp như là khớp gối, khớp háng, khớp vai vân vân, những cái khớp nhỏ là những cái khớp cổ tay, khớp bàn ngón, khớp biên đốc gần, khớp bàn ngón chân vân vân ha. Và ở đây các bạn thấy cái nguyên tắc của người ta là cho điểm gì? Không cộng dồn điểm. Ví dụ như là ở đây người ta thấy quy định là 4 đến 10 khớp nhỏ mở ngoặc có hoặc không có biểu hiện tại khớp lớn là 3 điểm. Ví dụ như là bệnh nhân của tôi là bị viêm khớp bàn ngón tay hai bên, như vậy là 10 khớp nhỏ, đúng không ạ? Đồng thời bệnh nhân của tôi kèm viêm hai khớp gối, như vậy là hai khớp lớn. Tổng điểm thì là mấy điểm nè? Vẫn là 3 điểm. Tức là gì? Không được cộng dồn hai điểm của hai khớp lớn, là một điểm ở trên nữa. Như vậy bệnh nhân của mình vẫn là 3 điểm. Cho nên các bạn chú ý cái chuyện này. Thứ hai là xét nghiệm tự miễn. Thì người ta chỉ cần gì? Ít nhất phải có một xét nghiệm. Tức là gì? Người ta cũng không đòi hỏi mình phải làm cả hai, nhưng mà tốt nhất trong điều kiện mình có được thì mình nên làm cả hai. Không? Thì nếu mà bệnh nhân cả RF và anti-CCP đều âm tính hết, tức là mình cho làm cả hai xét nghiệm, cả hai xét nghiệm trả về âm tính hết thì là 0 điểm. Dương tính thấp là một trong hai dương tính thấp là 2 điểm, và một trong hai dương tính cao sẽ là 3 điểm. Như vậy cái điểm quan trọng ở đây mình cần cần xác định, đó là cái nào là dương, như thế nào là dương tính thấp và như thế nào là dương tính cao. Nha. Như vậy dương tính thấp tức là cái giá trị của bệnh nhân trả về nó sẽ cao hơn cái giá ngưỡng bình thường nhưng mà dưới mức 3 lần. Dương tính cao tức là xét nghiệm của bệnh nhân trả về cao hơn giá trị bình thường trên 3 lần.
Rồi, nhóm thứ ba là các cái xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm. Người ta cũng chỉ cần làm, có thể các bạn làm tốc độ máu loãng hoặc là CRP, một trong hai đều được ha. Nếu cả hai đều bình thường thì chắc chắn là không điểm. Một trong hai bất thường thì dĩ nhiên bất thường ở đây là nó tăng đó ha, là một điểm. Và thời gian của triệu chứng, nếu ở đây thời gian của triệu chứng người ta lấy cái mốc 6 tuần. Mốc 6 tuần để cho biết là bệnh này có, để khẳng định cái chuyện là bệnh có biểu hiện viêm mãn tính hay chưa. Thì ở đây nếu bệnh nhân chỉ mới phát bệnh có 2-3 tuần thôi, dưới 6 tuần thì chắc chắn là không điểm. Nhưng trên 6 tuần, từ 6 tuần trở đi thì sẽ cộng thêm một điểm và mình cộng lại tất cả. Nếu đạt 6 điểm trở lên thì mình sẽ xác định chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Chẩn đoán phân biệt thì các bạn sẽ chẩn đoán phân biệt với một số bệnh lý có tổn thương nhiều khớp trên lâm sàng, có thể có biểu hiện viêm hoặc là không viêm, thì tùy trường hợp cụ thể. Đầu tiên là thấp khớp cấp, đó là một cái bệnh lý cũng tự miễn, nó biểu hiện ở nhiều khớp lớn và tính chất viêm có tính chất di chuyển. Thứ hai là bệnh lupus băng đỏ hệ thống, là một bệnh lý tự miễn. Một lát các bạn sẽ học đây nha, nó sẽ có những cái điểm tương tự rồi, giống như bệnh viêm khớp dạng thấp, nó cũng có tổn thương ở các cái khớp nhỏ đối xứng. Hoặc là xơ cứng bì, thì bệnh nhân có bị xơ cứng bì thì cũng thang đau cứng các cái khớp bàn tay vân vân, hoặc là thoái hóa nhiều khớp, hoặc là bệnh gút mãn tính thì bệnh nhân cũng bị viêm nhiều khớp và có những cái nốt tô phi, phải phân biệt với nốt thấp. Hoặc là những cái bệnh nhân có biểu hiện viêm khớp vẩy nến thì cũng biểu hiện viêm nhiều khớp có tính chất đối xứng, nhưng dĩ nhiên bệnh nhân kèm có những cái biểu hiện tổn thương da trên lâm sàng, hoặc là viêm cột sống dính khớp mà thể ngoại biên, tức là bệnh nhân nam trẻ tuổi biểu hiện viêm đầu tiên là viêm các cái khớp ngoại biên, ví dụ như là khớp gối, khớp cổ chân vân vân, và sau đó mới biểu hiện tổn thương tại cột sống, thì lúc này mình cũng phải chẩn đoán phân biệt. Về điều trị thì đây là một cái bệnh lý mãn tính, bắt buộc mình phải đặt ra mục tiêu cụ thể trên bệnh nhân. Nên những cái bệnh lý cấp tính, bệnh xong rồi khỏi hẳn, thí dụ những cái bệnh lý về thông thường á, thì dĩ nhiên là không có đặt ra mục tiêu lâu dài. Nhưng đây là một cái bệnh lý mãn tính, bắt buộc phải đặt ra cái mục tiêu lâu dài. Thì mục tiêu ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì người ta đặt ra, thứ nhất là phải kiểm soát được cái quá trình miễn dịch và quá trình viêm. Thứ hai là phòng ngừa được quỵ khớp, bảo vệ chức năng khớp và giảm tối đa các cái triệu chứng. Và thứ ba là tránh các cái biến chứng của bệnh cũng như là các cái biến chứng của các cái thuốc điều trị. Đồng thời mình phải giáo dục, tư vấn cho bệnh nhân biết đây là bệnh lý gì, thời gian bệnh nhân cần điều trị bao lâu và điều trị bằng những cái phương pháp gì, cũng như kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Về mặt điều trị cụ thể thì bệnh nhân sẽ có ba cái phần điều trị chính. Thứ nhất là điều trị triệu chứng, thứ hai là điều trị cơ bản, và thứ ba là điều trị các cái hỗ trợ cũng như là điều trị các cái bệnh lý phối hợp. Đầu tiên là điều trị triệu chứng. Thì điều trị triệu chứng, người ta khẳng định ở đây mục tiêu của việc điều trị triệu chứng là cái gì? Là cải thiện được triệu chứng viêm, triệu chứng đau, tăng vận động, nhưng người ta khẳng định là nó sẽ không thay đổi diễn tiến của bệnh nếu như mình không kết hợp với điều trị cơ bản, tức là bạn có thể là làm cho bệnh nhân giảm viêm, giảm đau, đợt tiến triển, nhưng mà những dần dần thì bệnh nhân vẫn, vì quá trình quỵ khớp nó vẫn tiếp tục xảy ra nếu mình không điều trị bằng những cái thuốc cơ bản nha. Những cái thuốc điều trị triệu chứng đầu tiên người ta nói đến nhóm NSAID, nonsteroid, thì những cái nhóm thuốc này chỉ định trong những cái trường hợp bệnh tiến triển, bệnh viêm khớp dạng thấp có đợt tiến triển mức độ nhẹ thì nó mới đáp ứng với NSAID thôi. Còn những cái trường hợp bệnh viêm khớp dạng thấp tiến triển mức độ trung bình hay là nặng thì thường là nó đáp ứng với, kém với NSAID, bởi vì cơ chế chính của nó là do cơ chế viêm do tự miễn chứ không phải là những cái đáp ứng viêm thông thường. Những cái nhóm NSAID mình có thể sử dụng trên lâm sàng đó là có thể là nhóm không chọn lọc, như là nhóm diclofenac, có thể uống hoặc là tiêm bắp liều 150 mg trên ngày, hoặc là những cái thuốc ức chế chọn lọc hoặc là chuyên biệt cấp 2, thí dụ như là meloxicam hoặc là celecoxib.
Corticosteroid thì sao? Thì người ta đưa ra một cái khuyến cáo, đó là chỉ sử dụng ngắn hạn trong lúc mình đợi các cái thuốc điều trị cơ bản nó có hiệu quả, chứ không phải là một cái thuốc điều trị lâu dài ở những cái bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, và nó chỉ là nằm trong cái thuốc điều trị triệu chứng thôi. Như vậy nó sẽ được chỉ định trong những cái trường hợp đợt tiến triển mức độ vừa và mức độ nặng, hoặc là những cái thể mà nặng đe dọa tính mạng. Thì đối với thể vừa thì người ta sẽ sử dụng liều 16 đến 25 mg methylprednisolone hoặc tương đương. Tương đương ở đây có thể là prednisone hoặc là prednisolone. Có thể là uống hoặc là mình đường tiêm cũng được 8 giờ sáng. Đối với thể nặng thì liều tăng lên là liều 40 mg methylprednisolone hoặc là tương đương tiêm mạch mỗi ngày. Và khi mình đánh giá sau một cái 5 đến 7 ngày đánh giá có đáp ứng điều trị, bắt đầu mình phải giảm và ngưng điều trị. Khi điều trị cơ bản có hiệu quả thường là khoảng sau 3 đến 6 tháng, và lúc này mình duy trì ở liều rất là thấp. Trong vòng 3 đến 6 tháng đó, người ta duy trì liều methylprednisolone rất là thấp để không có tác dụng phụ cho bệnh nhân. Ngoài ra, đối với những cái thể tiến triển cấp nặng đe dọa tính mạng, đó, bệnh nhân có những cái tổn thương ngoài khớp nặng hoặc là những cái biểu hiện viêm về mạch máu vân vân, thì cái thể này thực tế ra trên lâm sàng đối với bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó không có phải là thường gặp, rất rất hiếm gặp ha. Nhưng mà nếu gặp thì mình phải điều trị khẩn trương bằng methylprednisolone liều cao, có thể là từ 500 đến 1.000 mg truyền tĩnh mạch trong ngày, có thể điều trị trong 3 ngày rồi sau đó mình trở về liều thông thường, cũng giảm liều dần ha. Đôi khi những cái trường hợp có những cái trường hợp bắt buộc mình phải sử dụng corticosteroid dài hạn, chứ không cơ khi mình chỉ nó chỉ định nó là chỉ sử dụng ngắn hạn thôi, nhưng có những cái trường hợp không thể ngưng được thì bắt buộc phải sử dụng dài hạn. Thì đối với những cái trường hợp bắt buộc sử dụng dài hạn đó thì mình phải sử dụng liều uống cũng 16 đến 20 mg trên ngày, rồi giảm dần và duy trì ở cái liều thấp nhất mà ít tác dụng phụ nhất cho bệnh nhân, đó là liều 5 đến 7,5 mg trên trên ngày. Những cái trường hợp nào dài hạn khi cần? Có những cái trường hợp bệnh nhân sao các bạn chống chỉ định với các cái thuốc điều trị cơ bản. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái bệnh lý về xơ phổi, có những cái bệnh lý tổn thương gan thận, có những cái bệnh lý về bệnh viêm gan siêu vi B C mãn tính vân vân, họ hầu như là không có được chỉ định những cái thuốc ức chế miễn dịch, thì lúc này bắt buộc mình phải sử dụng corticosteroid cho bệnh nhân. Hoặc là những cái bệnh nhân có lệ thuộc corticosteroid do sử dụng lâu dài corticosteroid bị suy thượng thận mãn tính đó, đôi khi mình cũng phải duy trì một cái thời gian cho bệnh nhân. Thứ hai là điều trị cơ bản. Thì điều trị cơ bản hay người ta còn gọi là điều trị theo cơ chế bệnh sinh, điều trị nguyên nhân bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, thì người ta đặt ra đây là phải do các cái bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp chỉ định điều trị và theo dõi. Bởi vì dĩ nhiên nó là thuốc điều trị chính, nó giúp ích được cho bệnh nhân, nhưng chắc chắn là nếu không theo dõi, nếu không có biết cách theo dõi thì nó cũng sẽ có những cái gì tác dụng phụ và ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác của bệnh nhân. Thì ở đây thuốc điều trị cơ bản người ta gọi là thuốc chống thấp khớp làm thay đổi diễn tiến tự nhiên của bệnh, và viết tắt là DMARD, đường uống. Thời gian điều trị ít nhất là từ 5 năm trở lên, và trong quá trình điều trị bắt buộc mình phải theo dõi về các cái triệu chứng lâm sàng tại khớp và những cái xét nghiệm cận lâm sàng như là công thức máu, máu lắng hoặc là CRP, rồi chức năng thận, rồi men gan trong 3 tháng đầu thì mỗi tháng một lần, và sau đó mỗi 3 tháng nếu tình trạng ổn định nữa thì có thể mình kéo giãn ra hơn, có thể là mỗi 6 tháng, bắt buộc mình phải theo dõi định kỳ như thế. Bởi vì những cái thuốc này nó có khả năng ảnh hưởng lên lên những cái cơ quan khác, ví dụ ảnh hưởng các cái dòng tế bào máu, ảnh hưởng về chức năng thận, ảnh hưởng chức năng gan của bệnh nhân, vân vân. Thuốc khởi đầu tay khi mình chẩn đoán xác định bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là methotrexate, và khởi đầu là liều 10 mg uống mỗi tuần, uống một lần. Và sau đó tùy theo cái mức độ đáp ứng của từng bệnh nhân, có thể mình duy trì khác nhau ở từng bệnh nhân.
Có những cái người chỉ cần duy trì liều 750 mg, nhưng có những người cần tăng liều đến 20 mg, người ta mới đạt được mục tiêu, mới đạt được lùi bệnh ổn định. Hoặc là người ta sau đó nếu đánh giá bệnh nhân chưa có đáp ứng đầy đủ, người ta có thể kết hợp với sulfasalazine hoặc là hydroxychloroquine. Đây là những cái nhóm mà Dermax cổ điển. Hoặc là kết hợp cả ba, nhưng mà trên bề mặt lâm sàng ít khi nào kết hợp ba thuốc ha. Thường là kết hợp hai thuốc. Nếu người ta đánh giá chưa hiệu quả thì người ta có thể xem xét điều trị những cái thuốc sinh học khác. Đối với các cái thể nặng và kháng trị, người ta xem xét sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch hay độc tế bào khác, thí dụ như là nhóm levulomic, cyclosporine hoặc là cyclosporine có thể kết hợp với methotrexate, vân vân. Xu hướng điều trị mới thì hiện tại thì người ta đã có những cái thuốc điều trị tốt hơn, đó là gọi là thuốc điều trị sinh học. Thuốc điều trị sinh học nó cũng là một cái nhóm thuốc điều trị cơ bản hay là thuốc đánh vào cơ chế bệnh sinh. Tức là mình đánh vào cái cơ chế bệnh sinh thứ hai trong bệnh viêm khớp dạng thấp đó. Thì hiện tại trên lâm sàng mình đã có những cái thuốc điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như là nhóm thuốc kháng interleukin 6, tocilizumab và tên biệt dược của nó là Actemra, điều trị mỗi tháng một lần liệu trình. Như vậy thì hoặc là những cái thuốc gọi là kháng TNF alpha, rituximab, tên biệt dược của nó là MabThera. Thì những cái thuốc này dĩ nhiên là nó đánh vào cái chuỗi chính của cơ chế bệnh sinh thì nó hiệu quả tốt cho bệnh nhân, nhưng dĩ nhiên là nó mắc tiền hơn, và dĩ nhiên cái việc mà bảo hiểm thanh toán cũng khoảng 50% thôi, bệnh nhân cũng phải chi trả một nửa, và mỗi năm như thế thì cũng tính là vài trăm triệu. Cho nên là khi mình xem xét điều trị, khi nào bệnh nhân gì có điều kiện và bệnh nhân không đáp ứng với những cái điều trị cơ bản ban đầu, không điều đáp ứng điều trị với methotrexate thì mình mới xem xét điều trị sinh học cho bệnh nhân ha. Để có khi mình giải thích nhưng bệnh nhân không theo đuổi được thì điều trị thì cũng cũng rất là khó, bỏ ngang thì cũng rất là ổn ha. Ngoài ra những cái phương pháp khác thì thực tế ra mình chưa ứng dụng về mặt lâm sàng. Đồng thời cái điều trị thuốc cơ bản cho bệnh nhân, mình sẽ kết hợp các cái điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như là tập luyện. Khi bệnh nhân bớt cái triệu chứng viêm cấp tính, mình phải vận động tập luyện để ngừa cứng khớp, ngừa giảm chức năng của khớp, rồi kết hợp với vật lý trị liệu phục hồi chức năng hoặc là phẫu thuật chỉnh hình. Khi bệnh nhân đến với mình giai đoạn muộn nhưng mà bệnh nhân vẫn còn phải còn trẻ, vẫn còn phải lao động vận động, thì bệnh nhân có thể xem xét kết hợp phẫu thuật chỉnh hình để cải thiện được cái vận động cho bệnh nhân. Ngoài ra còn mình còn phải điều trị dự phòng cũng như là các cái xem xét để dự phòng các cái biến chứng điều trị hoặc là các cái bệnh lý kèm theo. Đặc biệt là thứ nhất là cái viêm loét dạ dày tá tràng, thì đối với những cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, người ta thấy có trên 80% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Do đó mình cũng phải bắt buộc phòng ngừa khi bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ, hoặc là tầm soát thêm HHB, vi khuẩn HP cho bệnh nhân để kết hợp điều trị cho bệnh nhân. Rồi theo dõi và phòng ngừa các cái biến cố về tim mạch, cũng như là bệnh nhân phải dự phòng loãng xương cho bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân có rất là nhiều yếu tố nguy cơ. Ví dụ như bệnh nhân này là có tình trạng viêm mãn tính, rồi giảm chức năng vận động, rồi sử dụng corticosteroid lâu dài. Do đó mình phải dự phòng bằng bổ sung canxi, vitamin D, hoặc là nếu mà tầm soát loãng xương bệnh nhân có giảm mật độ xương, mình có phải dự phòng bằng thuốc chống hủy xương, nhóm bisphosphonat cho bệnh nhân. Rồi xem xét bổ sung sắt, vitamin 2 nếu bệnh nhân có thiếu máu, và đối với tất cả bệnh nhân có sử dụng methotrexate thì mình phải bổ sung axit folic liều tương đương đó, bởi vì cái thuốc methotrexate nó sẽ đánh vào cái cơ chế phân bào và liên quan đến axit folic ha, và nếu mình không có bổ sung thì bệnh nhân sẽ thiếu máu và thiếu axit folic. Về mặt tiên lượng thì bệnh diễn tiến của bệnh thường khác nhau giữa các cái bệnh nhân, nhưng có những cái yếu tố tiên lượng nặng chung, đó là bệnh nhân nữ biểu hiện viêm nhiều khớp khi mới khởi bệnh và bị đợt các cái đợt tiến triển nặng khi mới khởi bệnh, hoặc là bệnh nhân có những cái yếu tố xét nghiệm tự miễn
dương tính cao, RF dương tính cao hay là anti-CCP dương tính cao thì người ta xem đó là những cái yếu tố tiên lượng nặng. Và người ta thấy thường sau khởi bệnh viêm khớp dạng thấp 10 năm thì có đến 10 đến 15% bệnh nhân bị tàn phế, không tự sinh hoạt được mà phải cần đến sự trợ giúp của người khác. Và những cái thay đổi đặc trưng của bệnh viêm khớp dạng thấp trên X-quang thì nó xuất hiện rất là muộn. Lý do vì thế mà người ta bây để chẩn đoán sớm bệnh viêm khớp dạng thấp thì người ta không có dựa vào hình ảnh học X-quang nữa. Thí dụ như sau 2 năm thì chỉ có khoảng 50% có những cái hình ảnh erosion trên X-quang thôi, và sau khởi bệnh 5 năm thì cũng chỉ có khoảng 80%, như vậy vẫn còn 20% là chưa thấy được cái hình ảnh trên X-quang. Và như thế là X-quang nó sẽ làm cho mình chẩn đoán bệnh nhân trễ, cho nên ít khi nào người ta hiện tại người ta không có dựa vào X-quang để chẩn đoán nữa. Rồi, đó là kết thúc bài viêm khớp dạng thấp. Các bạn có trao đổi gì không ạ? Rồi. Bạn cứ. Tất cả các cái thể bệnh viêm khớp dạng thấp mình khởi đầu với methotrexate hết, và liều khởi đầu tất cả trường hợp đều là 10 mg. Được chưa? Tức là người ta thấy là tất cả những cái trường hợp bệnh nhân nếu không được điều trị ổn định, điều trị và cơ bản á, hiểu không? Thường là một cái bệnh nhân sau 10 đến 10 năm, nếu mà họ chỉ điều trị triệu chứng thôi, họ không có điều trị cơ bản á, thì đa số những cái tất cả các cái trường hợp đều tiến triển ở giai đoạn 3 4, giai đoạn 4 là bệnh nhân phải tàn phế và nhờ sự trợ giúp của người khác, tức là người ta nhìn nhận chung cái chứ không khởi đầu là giai đoạn nào hết ha. Đó là đối với những cái bệnh nhân nếu bệnh nhân điều trị được, điều chẩn đoán sớm từ giai đoạn 1, giai đoạn 2, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc cơ bản thì dĩ nhiên bệnh nhân sẽ ổn định. Nhưng mà những cái bệnh nhân hầu như là chỉ điều trị triệu chứng á, điều trị triệu chứng thôi, không được điều trị cơ bản thì người ta thấy nhìn chung là như thế. Methotrexate bảo hiểm y tế có thanh toán không? Thì đây là một cái loại thuốc gì rẻ tiền, nó dùng một một viên như vậy nó còn chỉ có vài ngàn thôi, 6 7 ngàn thôi, nhưng trong bảo hiểm y tế các hầu như là không có cái danh mục thuốc này để thanh toán, bởi vì nó không có trong danh mục thôi chứ không có phải là do nó quá đắt tiền, các bạn hiểu không? Cho nên đừng có quan tâm cái chuyện là bảo hiểm thanh toán hay không. Nếu bệnh bảo hiểm không thanh toán thì mình vẫn có thể cho bệnh nhân tự mua được, chi trả được, bởi vì nó rất là rẻ tiền. Rồi, nếu các bạn không có trao đổi gì thì mình tạm nghỉ 5 phút nha. Dạ cô ơi, bên này có bạn hỏi cô. Dạ cô ơi, cho em hỏi là thể nhẹ vừa và nặng mình phân biệt với nhau như thế nào? Thể nhẹ vừa và nặng phân biệt với nhau, phân biệt như thế nào? Đó là thể tiến triển mức độ nhẹ, thể tiến triển mức độ vừa và thể tiến triển mức độ nặng. Thì thật ra trên slide trình chiếu thì mình bị thiếu cái phần đó, nhưng mà trong bài giảng và đi lâm sàng các bạn sẽ được bổ sung thêm. Mình sẽ dựa vào, nếu mà mình có đủ các cái cận lâm sàng, mình sẽ dựa vào các cái chỉ số người ta gọi là chỉ số đánh giá mức độ tiến triển của bệnh đó, chỉ số DAS 28, CRP hoặc là DAS 28 dựa vào tốc độ máu lắng. Còn về mặt lâm sàng có thể mình chưa có CRP, chưa xét nghiệm mọi thứ thì mình sẽ dựa vào cái gì, thang điểm Dow, thang điểm VAS 100 cho để mình đánh giá trên bệnh nhân. Thì trong bài giảng lý thuyết cái bài quạt của mình đó là có đầy đủ ở trong đó ha. Có không, Dạ các em bạn có thấy được bài giảng trước không? Có không?
Có, dạ trong giáo trình có, dạ em có Đúng rồi, trong giáo trình có. Có bạn hỏi là điều trị cơ bản có hiệu lực là mình theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng giảm bao nhiêu. Như vậy là mình sẽ dựa vào cái gì các bạn? Dựa vào mức thang điểm đánh giá mức độ hoạt tính bệnh. Trong bài lý thuyết của mình là chỉ số gì? VAS, thang điểm VAS hoặc là chỉ số DAS28 CRP có hiệu quả khi bệnh nhân đạt được lưu bệnh, tức là gì? Bệnh nhân hoàn toàn không đau hoặc là chỉ còn đau nhẹ thôi, thang điểm VAS có thể là dưới 20 30, hoặc là chỉ số RAS 28 CRP sẽ đạt được là dưới 2.6. Phần này trong phần bài giảng lý thuyết của mình cũng có đúng không ạ? Tức là chỉ số RAS 28 CRP khi mình mỗi lần tái khám mình đánh giá là bệnh nhân phải đạt dưới gì? Dưới 2.6 là bệnh nhân gọi là lui bệnh hoàn toàn. Rồi mình tạm nghỉ khoảng 5 phút nha.
Rồi, các bạn có thấy rõ bài giảng chưa ạ? Link 1, link 2, link 3. Dạ thấy rõ cô ạ. Rồi. Có một cái link không có bao giờ trả lời hết trơn nha. Còn link số 2 có không? Link số 2 có người không? Không ai trả lời hết trơn nha mấy bạn. Rồi, bài kế tiếp là bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Thì từ từ lúc đầu tôi có nói rồi ha. Bài này với bài bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó sẽ có những cái điểm gần gần giống nhau, bắt buộc mình phải phải học để mình so sánh và mình phân biệt. Cũng giống như bài viêm khớp dạng thấp thì ở bài này các bạn cũng cũng cần đạt 4 mục tiêu chính. Thứ nhất là hiểu được cơ chế bệnh sinh của bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Thứ hai là mô tả đầy đủ các cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh. Thứ ba là hiểu và áp dụng được tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Và mục tiêu thứ tư là điều trị và theo dõi được bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. Đây là một cái bệnh lý thường gặp nhất trong số các cái bệnh lý mô liên kết. Thì các cái bệnh lý mô liên kết là gì? Lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp, bệnh xơ cứng bì, bệnh viêm da cơ, viêm da cơ tự miễn, vân vân, và một số bệnh lý khác. Đó là nhóm bệnh lý về mô liên kết. Và trong số nhóm bệnh lý này thì bệnh lupus ban đỏ hệ thống là bệnh thường gặp nhất và điển hình nhất ha. Đó cũng là một cái bệnh lý tự miễn mãn tính, đặc điểm là tổn thương đa hệ thống, đa cơ quan. Các cái bệnh lý tự miễn các bạn thấy là một cái điểm chung của nó là cái gì? Do tạo ra một cái phức hợp miễn dịch, đáp ứng miễn dịch trong cơ thể, cho nên đa số các cái trường hợp là tổn thương gì, ít nhất là hai cơ quan trở lên, cho nên là đa hệ thống, đa cơ quan. Và trong cái nhóm này thì bệnh lupus ban đỏ hệ thống là nó điển hình nhất, bởi vì nó tổn thương rất rất nhiều hệ thống, nó hơn những cái bệnh lý khác. Đặc trưng là có bởi sự có mặt của kháng thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác, và do những cái tự rất đặc điểm của bệnh, do rất là nhiều cái tự kháng thể ở trong máu, do đó đôi khi mỗi tự kháng thể thì nó sẽ gây tổn thương một cái cơ quan, một cái hệ thống, cho nên là nó sẽ gây nhiều các cái thay đổi triệu chứng về lâm sàng cũng như là những cái thay đổi về xét nghiệm rất là đa dạng trên lâm sàng. Ha. Đối với bệnh lupus ban đỏ hệ thống khi mình tiếp cận mình chẩn đoán nó tương đối là nó gì nó phức tạp và nó khó hơn so với những cái bệnh lý thuộc mô liên kết khác, bởi vì nó thể hiện rất là đa dạng. Nên bệnh có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào và thường gặp nhất ở độ tuổi từ 15 đến 45, cũng tương tự như viêm khớp dạng thấp. Thì nó xảy ra ở nữ nhiều hơn so với nam, và tỷ lệ giữa nữ trên nam là 9 trên 1, nó khác ha, cao hơn nhiều so với bệnh viêm khớp dạng thấp là khoảng 3 đến 4 trên 1 thôi. Và tỷ lệ mắc bệnh trong dân số nói chung cũng dao động, có thể từ 1/100 đến 1/10.000 tùy theo từng chủng tộc khác nhau. Và người ta nhận thấy là ở những cái bệnh nhân nữ da đen thì tỷ lệ mắc bệnh lại cao hơn gấp 4 lần so với da trắng. Và dĩ nhiên là ở những cái người châu Á, Mỹ Latin lại thấp hơn ở người da đen nhưng mà cao hơn người da trắng. Do đó nó còn thay đổi ở da, ở màu sắc da, ở chủng tộc, vân vân. Tần suất nó sẽ thay đổi khác nhau. Về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thì đa số các cái bệnh lý tự miễn thì cơ chế bệnh sinh, có những bệnh tự miễn là có thể là nó tương đối là nó rõ hơn. Ví dụ như là bệnh viêm khớp dạng thấp, mình thấy cơ bản người ta xác định được rõ. Một phần không phải là quá rõ ràng nhưng mà cũng tương đối là rõ. Còn những cái bệnh lý còn lại, đặc biệt là bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thì thật ra cơ chế bệnh sinh của nó gì đặt trên giả thuyết là chủ yếu thôi. Các bạn thấy, người ta thấy vẫn vẫn đặt giả thuyết là do sự tác động qua lại giữa nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố về di truyền,
yếu tố nội tiết cũng như là yếu tố về môi trường. Do đó về lý do tại sao mà đối với khi mình chẩn đoán bệnh lupus không để hệ thống thì nó sẽ tiên lượng nó không tốt hay là tiên lượng nó xấu hơn nhiều so với bệnh lý tự miễn khác, đặc biệt là bệnh viêm khớp dạng thấp. Lý do là cơ chế bệnh sinh của nó chưa rõ ràng. Và như thế việc điều trị người ta sản xuất ra các cái loại thuốc để điều trị theo cơ chế bệnh sinh của nó cũng không có gì, không có được rõ ràng và cụ thể giống như trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Ha. Người ta cũng giải thích cơ chế trung gian đó là tình trạng rối loạn đáp ứng miễn dịch với sự có mặt của các cái tự kháng thể và phản ứng tăng nhạy cảm qua trung gian tế bào. Kết quả là dẫn đến quá trình viêm và tổn thương nhiều tổ chức. Kế tiếp là yếu tố về gen. Thì người ta thấy có nhiều gen liên quan đến cái cơ chế bệnh sinh của bệnh. Trong đó có các cái gen mã hóa kháng nguyên hòa hợp tổ chức, ví dụ như là HNADR, HNADQ, hoặc là gen mã hóa các cái yếu tố viêm, gen chi phối cơ chế chết tế bào theo chương trình hoặc là cái quá trình loại bỏ phức hợp miễn dịch, vân vân. Thì đối với những cái bệnh nhân bị lupus thì có khoảng 10% anh chị em ruột có thể mắc bệnh hoặc là có các kháng thể kháng nhân dương tính, do đó người ta thấy có liên quan về yếu tố di truyền đó. Rồi những cái yếu tố môi trường như là tia cực tím hoặc là thuốc hoặc là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm virus, nhiễm độc, yếu tố stress hoặc là làm việc gắng sức cũng tác động vào để thay đổi cái quá trình đáp ứng miễn dịch của người có yếu tố gen sẵn có. Và một cái yếu tố liên quan nữa là yếu tố về dịch thể. Nó có thể có liên quan đến đợt tiến triển của bệnh lupus như là nội tiết tố estrogen, sử dụng thuốc tránh thai hoặc là cho con bú, làm tăng tiết prolactin. Do đó người ta thấy đôi khi có những cái bệnh nhân từ không có biết số đợt, không có từ trẻ thì không thấy biểu hiện của bệnh lupus, nhưng khi bệnh nhân trưởng thành có sử dụng thuốc tránh thai hoặc là bệnh nhân bắt đầu có gia đình cho có con thì bắt đầu xuất hiện cái đợt tiến triển bệnh lupus đầu tiên. Do đó có thể người ta thấy là những cái yếu tố này nó là yếu tố thay đổi cái yếu tố gen sẵn có, di truyền sẵn có của bệnh nhân và gây ra những cái đợt tiến triển của bệnh lupus không để hệ thống. Về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thì triệu chứng lâm sàng rất đa dạng. Mỗi người sẽ đến với mình, mỗi bệnh nhân đến với mình sẽ có những cái đặc điểm không ai giống ai cả. Có người tổn thương ở hệ cơ quan này là chính, có người tổn thương ở hệ cơ quan kia là chính. Do đó mình thấy một bệnh nhân đến với mình mà tổn thương ít nhất từ 2 3 cơ quan trở lên không rõ ràng thì mình phải suy nghĩ đến có phải là một cái bệnh lý hệ thống, bệnh lupus gì hay không nha. Đầu tiên là các cái triệu chứng toàn thân. Đối với bệnh nhân lupus không để hệ thống thì cái triệu chứng toàn thân thường gặp nhất đó là triệu chứng sốt. À, thường là sốt nhẹ, có khi bệnh nhân sẽ sốt cao trong những cái đợt tiến triển kèm các cái triệu chứng toàn thân khác như là sụt cân, mệt mỏi, vân vân. Tổng triệu chứng thứ hai là tại da và niêm mạc. Như vậy thực tế ra ở tổn thương ở da và niêm mạc ở bệnh nhân lupus không để hệ thống các bạn thấy có phải 100% không? Không có ha. Người ta thống kê là người ta thấy chỉ là khoảng gì 70% có tổn thương ở da và niêm mạc. Và biểu hiện da và niêm mạc nó cũng gì cũng rất là phong phú và đa dạng chứ không phải miễn nhắc tới bệnh lupus không để hệ thống là mình nghĩ tới ngay là gì phát ban hình cánh bướm ở mặt rồi rụng tóc rồi loét miệng chỉ đơn giản như thế nhưng mà thực tế ra thì nó sẽ rất là đa dạng. Ừ. Ví dụ như là các bạn thấy là sẽ có thể là hình cánh bướm ở mặt điển hình như là mình thường nghĩ hoặc là nhạy cảm với ánh nắng nhưng có những cái trường hợp bệnh nhân sẽ có dạ ban dạng đĩa ở vùng vùng ngực vùng thân hoặc là loét miệng vùng mũi họng rồi có hiện tượng rụng tóc hoặc là tổn thương hiện tượng Raynaud hoặc là những cái tổn thương viêm mạch khác những cái tổn thương da khác như là xuất huyết ban dạng lưới viêm mô mỡ dưới da vân vân rất đa dạng ha. Thứ ba là triệu chứng tại hệ cơ xương khớp. Cho nên lý do tại sao khi mình trong bệnh viêm khớp dạng thấp á, mình có một cái phần chẩn đoán phân biệt với bệnh lupus không để hệ thống. Bởi vì người ta thấy đến 90 đến 95% bệnh nhân lupus không để hệ thống có triệu chứng tại hệ cơ xương khớp.
Đặc biệt là triệu chứng tại khớp thì nó có những cái đặc điểm cũng gần gần giống như bệnh viêm khớp dạng thấp. Bệnh nhân có thể là đau nhiều khớp, đơn thuần không có biểu hiện viêm, hoặc là có khi viêm nhiều khớp, cấp hoặc là mãn tính, thường ở các cái vị trí khớp nhỏ, nhỏ đối xứng hai bên, tương tự như viêm khớp dạng thấp, nhưng có một điểm phân biệt là nó không có tình trạng gì phá hủy khớp, do đó mà mình phải chẩn đoán phân biệt đó. Tổn thương tại cơ thì cũng đa dạng, bệnh nhân có thể là viêm cơ, đau cơ, giảm cơ lực, xét nghiệm thì có tăng men cơ. Rồi bệnh nhân thường kèm theo các cái triệu chứng toàn thân khác và những cái biểu hiện tại khớp. Tại xương thì một cái điểm mình thường gặp đó là hoại tử chỗm xương đùi vô khuẩn do tắc mạch. Nếu mình thấy trên lâm sàng đôi khi các bạn sẽ gặp một cái bệnh nhân nữ khoảng hơn 20 tuổi, tự nhiên gì đau cái phần khớp háng, rồi đi chụp phim ra vô tình phát hiện có hình ảnh hoại tử chỗm xương đùi vô khuẩn. Như vậy đây là một cái điểm đặc điểm bệnh rất là đặc biệt, cho nên mình phải nghĩ ngay bệnh nhân này tiền sử có bệnh lý gì đặc biệt liên quan đến bệnh lupus xương đùi hệ thống hay không nha. Thứ tư là tổn thương ở thận, thường là tổn thương ở bệnh thận ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống là tổn thương tại cầu thận không có triệu chứng, thường chủ yếu là mình phát hiện được do mình làm các xét nghiệm tầm soát như là xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, xét nghiệm chức năng thận như là creatinine mạch trong máu. Và các cái biểu hiện ở thận rất đa dạng, có thể nặng nề như là hội chứng thận hư hoặc là suy thận, hoặc là chỉ là một cái tiểu đạm và tiểu máu bị thể qua xét nghiệm tầm soát. Tổn thương ở thần kinh tâm thần thì cũng các bạn thấy là phong phú lắm, rất là khó phân biệt. Chỉ có khi nào mình tiếp cận bệnh nhân và mình loại trừ hết tất cả các nguyên nhân gây tổn thương thần kinh tâm thần khác và trên bệnh nhân kèm những cái vấn đề gì đặc biệt khác thì mình mới có thể nghĩ đến triệu chứng thần kinh tâm thần này có phải là do bệnh lupus ban đỏ hệ thống hay không. Bệnh nhân có thể đến với mình vì một cái cơn đau đầu, migraine, hoặc là thậm chí là một cái cơn co giật, cơn động kinh toàn thể mà trước giờ bình thường không có bị động kinh từ nhỏ, thậm chí là ngất, hôn mê hoặc là đột quỵ, hoặc là có những cái bệnh nhân đến với mình với liệt mặt, liệt dây thần kinh ngoại biên, hoặc là liệt hai chi dưới do viêm tụy cắt ngang, vân vân. Rồi hoặc là bệnh nhân có những cái tổn biểu hiện tâm thần khác như là rối loạn tri giác, lú lẫn, thậm chí là loạn thần cấp, vân vân. Những cái trường hợp này bắt buộc mình phải phân biệt những cái tổn thương khác ở não nha. Ở tim mạch thì bệnh nhân cũng có thể ba lớp tim đều cũng có thể bị, có khi là cả mạch vành ha. Có khi bệnh nhân đến vì viêm màng ngoài tim, tràn dịch màng tim, có khi là bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc, thậm chí là nặng nề nhất là tình trạng viêm cơ tim và gây suy tim cấp, rồi tăng huyết áp, huyết khối động tĩnh mạch, tổn thương mạch vành, tim mạch, vân vân. Tổn thương ở phổi, màng phổi thì bệnh nhân có thể đến vì viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi có thể một hay hai bên. Rồi viêm phổi mô kẽ, viêm phổi không điển hình lupus, đây là một cái thể thường gặp trên lâm sàng. Bệnh nhân đến với mình vì cái chuyện bệnh nhân đến với mình vì sốt của đợt tiến triển lupus, đồng thời cũng có triệu chứng tại hô hấp. Và lúc này mình sẽ chụp phim X-quang hoặc là phim CT scan ngực lên, mình sẽ thấy có một cái tổn thương mô kẽ ở phổi, thì có khả năng đây là một cái viêm phổi không điển hình do bệnh lupus ở hệ thống. Do đó mình phải chẩn đoán phân biệt với những cái viêm phổi do những cái nguyên nhân khác ha. Rồi tăng áp động mạch phổi, rồi những cái triệu chứng ở phổi ít gặp hơn như là xuất huyết phế nang, hội chứng phổi thu nhỏ, vân vân. Ở huyết học thì bệnh nhân sẽ có bị ảnh hưởng ở dòng bạch cầu, gây giảm bạch cầu, gây thiếu máu, gây giảm tiểu cầu hay triệu chứng hạch to. Về tiêu hóa thì bệnh nhân cũng tương đối là đa dạng, gan to, lách to, có thể thay đổi chức năng gan, có thể có cổ trướng, rồi có thể viêm tụy cấp nhưng mà ít gặp. Thậm chí bệnh nhân đến vì đau bụng cấp do nhồi máu, do viêm mạch mạc treo tràn và gây nhồi máu rồi gây thủng ruột, vân vân. Tổn thương ở mắt
Bệnh nhân có thể là viêm võng mạc, xuất tiết, xuất huyết võng mạc, kết mạc, rồi hội chứng Sjögren cũng rất tương đối là đa dạng. Cho nên là không phải bệnh nhân đến với mình vì triệu chứng ở 10 cái hệ cơ quan này hết đâu. Có người là chủ yếu đến vì gì? Nổi bật vì tổn thương ở da, niêm. Có người đến với mình gì? Vì tổn thương ở khớp. Có người đến với mình nổi bật là triệu chứng ở dòng huyết học. Chủ yếu là do giảm tiểu cầu, xuất huyết giảm tiểu cầu. Do đó mình phải gì? Mình phải kết hợp nhiều cái vấn đề khác để mình chẩn đoán sao cho nó chính xác. Về mặt cận lâm sàng thì đầu tiên là các xét nghiệm về huyết học thì bệnh nhân sẽ thường sẽ có thiếu máu và cái cơ chế bệnh sinh gây thiếu máu trên bệnh nhân lupus bằng đỡ hệ thống đó là thiếu máu huyết tán ha, có tăng tế bào hồng cầu lưới và có test cơm trực tiếp dương tính. Ngoài ra nguyên nhân gây thiếu máu ở bệnh nhân lupus cũng có thể là do tình trạng viêm mạn tính hoặc là có thể trên bệnh nhân đã có biến chứng suy thận và gây thiếu máu, và có thể bệnh nhân sẽ kết hợp cả ba cơ chế ha. Ở dòng bạch cầu thì bệnh nhân cũng sẽ có giảm bạch cầu, chủ yếu là dòng lympho bào và thường mức độ nhẹ. Còn đối với dòng tiểu cầu thì bệnh nhân cũng có thể giảm nhiều mức độ khác nhau, có khi là chỉ giảm nhẹ và không gây triệu chứng xuất huyết trên lâm sàng, nhưng cũng có khi bệnh nhân gì giảm mức độ nặng và bệnh nhân đến với mình lại vì triệu chứng xuất huyết do giảm tiểu cầu. Thì ở đây người ta giải thích cơ chế cái việc giảm tiểu cầu này nó sẽ liên quan đến kháng thể kháng phospholipid, và do đó về mặt trên lâm sàng nếu mình xét nghiệm thấy bệnh nhân này có xuất huyết có giảm tiểu cầu thì mình sẽ làm thêm các cái tự kháng thể liên quan, đặc biệt là kháng thể kháng phospholipid ha. Hoặc là bệnh nhân có cái thời gian ATPP TK có thể kéo dài do rối loạn đông máu thì lúc này nên làm thêm một cái tự kháng thể kháng đông lupus lưu hành ở trong máu ha. Nhóm thứ hai là hội chứng đáp ứng viêm. Rồi thì nó cũng là một cái bệnh lý tự miễn viêm mạn tính, thì như vậy các cái xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm này nó cũng tăng. Tốc độ máu lắng tăng trong các đợt tiến triển của bệnh. Hoặc là cái CRP cũng tăng, nhưng mà người ta thấy là thường cái CRP nó tăng nhẹ thôi hoặc là tăng không tăng trong các cái đợt tiến triển, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân có bệnh tự miễn. Thì trong viêm khớp dạng thấp cũng vậy, thường người ta để đánh giá cái mức độ phản ứng viêm tốt nhất ở những cái bệnh nhân mà có bệnh tự miễn thì người ta sẽ đánh giá tốc độ máu lắng. Còn CRP người ta thấy là trong bệnh tự miễn thì nó tăng nhẹ thôi và nó không có những cái trường hợp mặc dù trên lâm sàng mình thấy có phản ứng viêm rõ nhưng mà nó lại không tăng ha. Thì lúc này mình sẽ nếu mà trong những cái trường hợp này nếu mình có CRP nó tăng cao, thường là tăng cao người ta định nghĩa là trên 10 mg trên decilit á, thì mình phải nghĩ đến những cái biến chứng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn khác hay không. Thứ ba là các cái xét nghiệm về miễn dịch. Thì khi mình tiếp cận với bệnh nhân, mình nghi ngờ có một cái bệnh lý hệ thống tổn thương nhiều cơ quan, thì mình sẽ xét nghiệm đầu tiên, mình chỉ định là xét nghiệm kháng thể kháng nhân. Thì xét nghiệm này đối với những cái bệnh nhân lupus bằng đỡ hệ thống thì nó sẽ dương tính trên 96%. Tuy nhiên, xét nghiệm này nó cũng có thể dương tính trong rất nhiều bệnh lý tự miễn khác, thậm chí là một số người phụ nữ bình thường khác. Như vậy gì? Cái gì mình thấy độ nhạy nó cao thì thường là độ đặc hiệu của nó sẽ gì? Sẽ thấp. Ha. Do đó khi mình đã chỉ định xét nghiệm này trả về dương tính rồi thì bước kế tiếp mình cũng nên chỉ định thêm một xét nghiệm có độ đặc hiệu tốt hơn để mình giúp mình chẩn đoán xác định. Thì một cái xét nghiệm có độ đặc hiệu cao để chẩn đoán bệnh lupus bằng đỡ hệ thống đó là xét nghiệm anti dsDNA, tức là kháng thể kháng ADN chuỗi kép. Thì xét nghiệm này có độ đặc hiệu trên 90% để chẩn đoán xác định bệnh lupus bằng đỡ hệ thống. Ngoài ra, tùy trên lâm sàng bệnh nhân có những cái biểu hiện gì nổi bật, mình có thể làm thêm những cái xét nghiệm từ kháng thể kháng khác, ví dụ như nãy mình có nói đó, bệnh nhân có giảm tiểu cầu thì mình có thể làm thêm cái từ kháng thể kháng phospholipid hoặc là những cái xét nghiệm về chất chống đông lupus lưu hành khi bệnh nhân có thay đổi về cái rối loạn đông máu vân vân. Thậm chí là một số tự kháng thể kháng khác, thí dụ như là anti-Smith, anti-Crow, trong những cái yếu tố này liên quan đến những cái bệnh lý về da cơ, đa cơ tự miễn khác.
và thậm chí là yếu tố dạng thấp trên bệnh nhân lupus văn đở hệ thống thì nó cũng có thể dương tính. Về các cái xét nghiệm về sinh hóa thì mình thấy là những cái xét nghiệm về chức năng thận nó có thể tăng nếu bệnh nhân đã có tổn thương thận và suy thận. Rồi cholesterol máu có thể tăng khi bệnh nhân có hội chứng thận hư hoặc là do sử dụng corticosteroid liều cao. Các cái xét nghiệm về chức năng gan có thể tăng. Rồi men cơ tăng khi bệnh nhân có biểu hiện tại cơ có việc triệu chứng viêm cơ. Và đối với bệnh nhân nghi ngờ bệnh lupus văn đở hệ thống có đợt tiến triển, người ta sẽ chỉ định thêm xét nghiệm nồng độ bổ thể trong máu, đó là nồng độ bổ thể C3 C4. Thì khi nó giảm thì nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán là bệnh nhân đang có đợt tiến triển của bệnh lupus văn đở hệ thống ha. Các cái xét nghiệm về nước tiểu thì có thể giúp cho mình thấy được những cái tổn thương thận do lupus, có thể là viêm thận lupus, có thể thấy được protein niệu, hồng cầu niệu và trụ hồng cầu trong nước tiểu do tổn thương cầu thận, vân vân. Hoặc là nó có thể giúp cho mình chẩn đoán hội chứng thận hư, hoặc là chỉ bệnh nhân chỉ là cái triệu chứng tiểu máu đơn thuần, chứ không phải là do tổn thương thận lupus, vân vân. Về chẩn đoán hình ảnh thì tùy lâm sàng bệnh nhân có vấn đề gì nổi bật thì mình có thể phối hợp chỉ định thêm các cái cận lâm sàng hình ảnh học khác. Ví dụ bệnh nhân nghi ngờ có triệu chứng tại hô hấp, lúc này mình sẽ chụp thêm cái X-quang ngực thẳng hay là CT scan ngực coi bệnh nhân có tổn thương viêm phổi lupus hay không, hoặc là bệnh nhân phải làm thêm điện tim, siêu âm tim có bệnh nhân có viêm màng ngoài tim hay viêm nội tâm mạc hay có tổn thương cơ tim, hoặc là bệnh nhân đến với mình có triệu chứng ở tâm thần kinh thì mình nên chụp cộng hưởng từ não xem có những cái tổn thương liên quan đến lupus hay không. Ngoài ra có thể chỉ định định thêm các cái thăm dò khác, ví dụ như là xương thiết da, xương thiết thận khi cần. Về mặt chẩn đoán thì chẩn đoán xác định hiện tại thì mình sẽ có tương đối là nhiều cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, từ tiêu chuẩn cổ điển của ACR đến tiêu chuẩn ACR sửa đổi năm 1997. Gần đây là tiêu chuẩn của những cái hội thấp khớp học năm 2012, năm 2015, vân vân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì người ta vẫn khuyến cáo mình sử dụng tiêu chuẩn ACR năm 1997 sửa đổi, bởi vì nó vẫn có còn độ nhạy và độ đặc hiệu cao và cũng ứng dụng, dễ ứng dụng chẩn đoán trên lâm sàng ha. Thì tiêu chuẩn này cũng gồm 11 tiêu chuẩn. Thứ nhất là ban đỏ hình cánh bướm ở mặt, thứ hai là có thể là ban đỏ dạng đĩa ở vùng mặt và thân, rồi nhạy cảm với ánh nắng, rồi có triệu chứng loét miệng hoặc là vùng mũi họng, rồi bệnh nhân có viêm đa khớp, viêm nhiều khớp, không có quỷ xương, không có bào mòn, rồi bệnh nhân có tổn thương ở màng tim hoặc là màng phổi. Triệu chứng thứ bảy là tổn thương thận, thì khi mình xét nghiệm protein niệu trên 500 mg trên 24 giờ hoặc là mình thấy được có xuất hiện hồng cầu, trụ hồng cầu trong nước tiểu. Về tổn thương thần kinh tâm thần thì bệnh nhân có thể đến với mình vì triệu chứng co giật hoặc là rối loạn tâm thần mà loại trừ được các cái nguyên nhân khác. Dòng huyết học thì bệnh nhân có thiếu máu tán huyết, có tăng hồng cầu lưới hoặc là bạch cầu giảm dưới 4.000 trên mm khối, hoặc là lympho bào giảm dưới 1.500 trên mm khối, hoặc là tiểu cầu giảm dưới 100.000. Như vậy, bốn cái thay, một trong bốn cái thay đổi này cũng được tính là một cái tiêu chuẩn trong chẩn đoán nha. Xét nghiệm về miễn dịch thì bệnh nhân có thể có kháng thể kháng ADN chuỗi kép dương tính hoặc kháng thể kháng SMID dương tính hoặc là cái kháng thể antiphospholipid hoặc là kháng thể về yếu tố chống đông lupus dương tính đều được tính coi như là một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh lupus văn đở hệ thống. Rồi tiêu chuẩn thứ 11 đó là xét nghiệm kháng thể kháng nhân dương tính. Nha. Mặc dù kháng xét nghiệm này nó không đặc hiệu trong chẩn đoán nhưng nó được ưu tiên đứng riêng là một cái tiêu chí để chẩn đoán xác định bệnh lupus văn đở hệ thống, bởi vì độ đặc hiệu độ nhạy của nó rất là cao. Về phân biệt thì chẩn đoán phân biệt tương đối là nó khó. Các bạn thấy là do bệnh cảnh lâm sàng của nó quá đa dạng đúng không ạ?
Do bệnh cảnh lâm sàng rất là đa dạng cho nên để chẩn đoán phân biệt thì người ta phải tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng và các cái triệu chứng nổi bật trên bệnh nhân là cái gì để chẩn đoán cho nó phù hợp. Ví dụ như là bệnh nhân đến với mình vì chủ yếu là một cái triệu chứng, đôi khi chỉ một cái triệu chứng là sốt không rõ, cứ tái đi tái lại kéo dài thì bắt buộc mình phải chẩn đoán phân biệt với các cái nguyên nhân gây sốt kéo dài khác như là nhiễm khuẩn hoặc là những cái bệnh lý ác tính. Hoặc là mình cần phải bệnh nhân đến với mình vì các cái triệu chứng tại khớp là nổi bật thì mình phải phân biệt với các cái bệnh lý khớp tổn thương những cái khớp khác như là viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì, viêm da cơ, viêm đa cơ vân vân. Hoặc là bệnh nhân đến với mình vì cái chỉ nổi bật cái triệu chứng là xuất huyết rồi xét nghiệm thì có giảm tiểu cầu mức độ nặng thì phải phân biệt với bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu do tự miễn vân vân, hoặc là những cái bệnh lý có kèm tổn thương thận, màng tim, màng phổi do các cái nguyên nhân khác. Về mặt điều trị thì nguyên tắc, đối với nguyên tắc khi mình tiến hành điều trị cho một cái bệnh nhân lupus tăng đỡ hệ thống thì đầu tiên là mình sẽ đánh giá được tổn thương, mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân và các cái bệnh lý kèm theo và quyết định biện pháp điều trị. Như vậy từng bệnh nhân mình sẽ đưa ra một cái phương pháp điều trị cụ thể dựa vào tổn thương hệ cơ quan nào là chính, dựa vào cái mức độ bệnh của bệnh nhân và phối hợp các cái bệnh lý kèm theo. Nó không có một cái phác đồ chung cho tất cả các bệnh nhân, mình phải đánh giá trên từng cái bệnh nhân cụ thể và áp dụng điều trị tùy theo từng cá thể, chỉ định điều trị cấp cứu cho các cái trường hợp nặng. Thì trong quá trình điều trị, mình điều trị các cái vấn đề, thứ nhất là điều trị đợt tiến triển và thứ hai là điều trị dự phòng các cái đợt tái phát. Như vậy bạn thấy là trong cái nguyên tắc điều trị bệnh lupus tăng đỡ hệ thống á, nó không có cái phần gọi là điều trị cơ bản hay là điều trị theo cơ chế bệnh sinh. Đó là cái điều trị chính cho một cái bệnh lý, nhưng mà trong bệnh lupus tăng đỡ hệ thống nó không có. Bởi vì thực tế ra cơ chế bệnh sinh của bệnh lupus tăng đỡ hệ thống không phải là rõ ràng giống như bệnh viêm khớp dạng thấp. Và chính vì vậy mà sao? Tiên lượng của bệnh lupus tăng đỡ hệ thống nó xấu hơn ha. Người ta chỉ nói là điều trị đợt tiến triển, tức là điều trị triệu chứng và dự phòng các cái đợt tái phát bệnh thôi ha. Rồi kết hợp theo dõi định kỳ thường xuyên và điều chỉnh các cái thuốc kịp thời phù hợp. Và trong những cái đợt cần phân biệt với tình trạng nhiễm trùng, cơ hội nhiễm trùng bội nhiễm và chú ý các cái tác dụng phụ của thuốc. Thứ nhất là các cái biện pháp chung cho tất cả các bệnh nhân thì cần làm cái gì? Đầu tiên là tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có thể sử dụng kem chống nắng, hạn chế ra ngoài nắng hoặc là mặc quần áo tay dài có đồ che chắn khi mà ngoài nắng. Bởi vì đối với những cái bệnh nhân lupus tăng đỡ hệ thống thì họ những cái bang ngoài da của họ rất là nhạy cảm với ánh nắng ha. Rồi tránh các cái yếu tố thúc đẩy vào cái đợt tiến triển, trong đó có cái hoạt động thể lực nặng hoặc là tập luyện nặng nó cũng có thể thúc đẩy vào đợt tiến triển. Rồi về chế độ dinh dưỡng thì khuyến khích là giảm mỡ động vật, tăng các thức ăn giàu mỡ cá, nếu bệnh nhân có hút thuốc lá thì bỏ thuốc lá, kết hợp bổ sung các cái vi chất khác như là canxi, vitamin D, axit folic vân vân. Đặc biệt là tránh nhiễm khuẩn bằng các cái biện pháp vệ sinh chung trong sinh hoạt và xem xét tiêm vaccine phòng cúm và viêm phổi. Bởi vì trên cơ địa của những cái bệnh nhân lupus tăng đỡ hệ thống đã có vấn đề về đáp ứng miễn dịch và họ phải điều trị bằng các cái thuốc ức chế miễn dịch và do đó và dễ rất là dễ nhiễm khuẩn cơ hội ha, do đó mình phải cái vấn đề phòng tránh nhiễm khuẩn là rất là quan trọng ở những cái bệnh nhân lupus. Về các cái nhóm thuốc điều trị cho bệnh nhân lupus tăng đỡ hệ thống thì gồm những cái loại thuốc nào? Đầu tiên là nhóm thuốc NSAID. Thì NSAID nó chỉ có hiệu quả cho những cái thể mới mắc và thể nhẹ. Thì thể nhẹ ở đây người ta không có phân biệt rõ ràng nhưng mà người ta nói là những cái nhóm bệnh nhân mà chủ yếu là tổn thương ở những cái hệ cơ quan ít quan trọng, thí dụ như là khớp, thí dụ như là da, niêm mạc, ha, thì đó gọi là những cái thể nhẹ. Còn thứ hai là các cái thuốc chống sốt rét tổng hợp, thì ở đây người ta điển hình trong cái nhóm thuốc này là hydroxychloroquine, viết tắt là HCQ. Thì thuốc này liều khởi đầu là 200 mg trên ngày và có thể tăng lên liều tối đa là 400 mg trên ngày.
để điều trị thể nhà hoặc là phối hợp với các cái thuốc khác điều trị tổn thương khớp, tổn thương da trên bệnh nhân. Và người ta thấy là cái nhóm thuốc này ngoài cái chuyện điều trị cho thể nhẹ, nó còn có tác dụng là giảm nguy cơ các cái đợt tiến triển và cải thiện tỷ lệ tử vong. Và do đó thì HCQ sẽ được chỉ định cho hầu hết các thể bệnh của bệnh nhân lupus đệ hệ thống nha. Đối với corticosteroid thì tùy mức độ bệnh, người ta có thể tùy liều lượng nó sẽ khác nhau giữa cái mức độ nặng hay nhẹ. Và nó cũng cho phép cải thiện tình trạng của bệnh đáng kể. Methotrexate thì đối với những cái trường hợp có tổn thương khớp dai dẳng thì mình cũng có thể sử dụng liều tương đương với việc liều mình điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra còn có những cái nhóm thuốc ức chế miễn dịch và những cái thuốc độc tế bào khác, đặc biệt là chỉ định cho các cái thể nặng, đặc biệt là những cái tổn thương thể nặng, tức là những cái thể mà có những cái tổn thương các cơ quan khác quan trọng, thí dụ như là tổn thương thận như là viêm thận lupus vân vân. Thì những cái nhóm đây có thể là nhóm azathioprine, cyclophosphamide hoặc là mycophenolate, mofetil vân vân. Các cái chế phẩm sinh học thì tương tự như trong cái viêm khớp dạng thấp, thì đối với bệnh lupus vân vân hệ thống người ta cũng có một số thuốc sinh học để xem xét điều trị cho bệnh nhân lupus vân vân hệ thống mà thể nặng. Ví dụ như là nhóm kháng CD20 như rituximab hoặc là kháng lympho B rồi ức chế lympho T như là abatacept vân vân. Tuy nhiên về hiệu quả của những cái thuốc này thì nó không được rõ ràng và chưa thấy gọi là một cái cải thiện sống đòn nhiều rõ ràng trên bệnh nhân lupus vân vân hệ thống. Rồi một số nhóm thuốc khác vân vân. Điều trị theo mức độ của bệnh như thế này, lúc đầu nguyên tắc mình nói trên một cái bệnh nhân lupus vân vân hệ thống mình sẽ đánh giá về mức độ cơ quan tổn thương và trên từng bệnh nhân cụ thể mình sẽ đưa ra điều trị, đặc biệt là phải điều trị theo từng mức độ bệnh. Đối với thể nhẹ lành tính thì nãy tôi có định nghĩa cho các bạn là những cái thể trên lâm sàng tổn thương ngoài khớp, tổn thương da, tổn thương niêm mạc là chủ yếu, không có tổn thương những cơ quan nội tạng quan trọng, thí dụ như là thận, thí dụ như là tim, thí dụ như là ở phổi, thí dụ như là ở não vân vân. Thì ở đây người ta sẽ kết hợp điều trị NSAID kết hợp với nhóm HCQ. Nếu không đáp ứng ở giai đoạn tiến triển thì có thể sử dụng thêm corticosteroid liều thấp 10 đến 20 mg trên ngày. Còn đối với thể nặng, tức là thể mà có tổn thương các cái tạng quan trọng, trong đó người ta chú ý nhất là tổn thương ở thận, thì phải sử dụng corticosteroid liều cao 1 đến 20 mg bạc ký trên ngày và giảm liều dần khi bệnh được kiểm soát có thể, và sau đó phải khi mà giảm liều đó mình sẽ kết hợp với HCQ. Và trong những trường hợp bệnh nặng vừa có thể kết hợp uống hàng ngày nhóm thuốc ức chế miễn dịch độc tế bào khác như là azathioprine ha. Còn đối với những cái thể bệnh nặng mà đe dọa tính mạng và thấy là các cái cơ quan nó có tổn thương tăng dần thì mình sẽ sử dụng liều corticosteroid liều cao kết hợp với các cái nhóm thuốc ức chế miễn dịch độc tế bào khác như cyclophosphamide, mycophenolate, mofetil phối hợp luôn. Những cái trường hợp tổn thương nội tạng đe dọa tử vong thì đối với bệnh viêm khớp dạng thấp thì cái thể bệnh này không nhiều, nhưng mà đối với bệnh lupus vân vân hệ thống thì thể bệnh này có thể gặp. Bệnh nhân có thể vào viện vì một cái tổn thương ở phổi nặng gây suy hô hấp hoặc là tổn thương cơ tim gây suy tim cấp nặng, thì bắt buộc mình phải điều trị theo cái phác đồ methylprednisolone liều cao bolus trong 3 ngày nhé, 1 g trên ngày và truyền tĩnh mạch trong 3 ngày. Sau đó mình sẽ giảm liều về liều cơ bản ban đầu là 40 mg trên ngày. Thì người ta thấy là cái liệu pháp này thì nó chủ yếu là nó tốt cho tổn thương thận thôi. Còn những cái tổn thương ở tâm thần kinh thì thật ra cái phương pháp này nó cũng không phải là tốt lắm, hiệu quả lắm nha. Cũng giảm liều khi bệnh được khống chế và thường phải kết hợp với HCQ. Và cũng có thể kết hợp với nhóm cyclophosphamide đường uống hoặc là truyền tĩnh mạch vân vân. Về điều trị hỗ trợ,
Trong cái đôi khi bệnh nhân đến với mình vì một cái tiến triển rất là nặng, tiến triển nặng là do cái phức hợp miễn dịch nó tăng rất là cao, quá trình cái ức chế ở quá trình miễn dịch nó đang xảy ra rất là cao, cho nên cái nồng độ các cái phức hợp miễn dịch nó cao đó, người ta có thể sử dụng các cái phương pháp thí dụ như là lọc huyết tương hoặc là truyền Rovin miễn dịch để điều trị cho bệnh nhân trong cái đợt cấp nặng. Rồi bổ sung kali ở những cái bệnh nhân sử dụng corticosteroid liều cao, rồi điều trị có thể kết hợp phòng ngừa loãng xương ở bệnh nhân có phải sử dụng corticosteroid lâu dài bằng cách là mình bổ sung canxi, vitamin D và tầm soát loãng xương cho bệnh nhân để xem xét sử dụng bisphosphonate. Rồi điều trị những cái rối loạn lipid máu, điều trị ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể angiotensin ở những cái bệnh nhân lupus có tổn thương thận để làm chậm tiến triển đến suy thận. Rồi điều trị an thần, chống co giật những cái bệnh nhân có triệu chứng ở thần kinh trung ương. Về mặt tiên lượng thì bệnh lupus là một cái bệnh lý hệ thống mạn tính. Nó cũng có những cái đợt tiến triển nặng nhưng mà nó cũng sẽ có những cái giai đoạn lui bệnh. Mặc dù vậy thì cái vấn đề tiên lượng cũng rất là khó. Tức là gì? Đôi khi mình tiếp nhận bệnh nhân này, mình đánh giá là đây là tổn thương bệnh nhân là mức độ nhẹ thôi, tôi sẽ điều trị bệnh nhân theo cái phác đồ là hướng mức độ nhẹ. Nhưng đôi khi trong quá trình mình theo dõi, đột nhiên bệnh tiến triển rất là nhanh và có thể tử vong, bắt đầu tổn thương nhiều cơ quan nội tạng khác. Người ta nói là gì, đôi khi lâm sàng là như thế, nhưng mà tiến triển của bệnh nhân lupus trong hệ thống rất là khó đoán được, rất là khó khẳng định được ngay từ đầu ha. Và người ta thấy có khoảng 20% bệnh nhân đạt được lui bệnh 5 năm. Một số trường hợp lui bệnh hàng chục năm, tức là những cái thể mà nhẹ mà xảy ra ở cái người phụ nữ lớn tuổi, chỉ tổn thương da, tổn thương khớp đơn thuần thì có thể đạt được lui bệnh kéo dài hơn. Và thời hiện nay thì hầu những cái bệnh nhân lupus tử vong không phải do chính bản thân bệnh lupus mà thường do những cái biến chứng, đặc biệt là nhiễm trùng cơ hội, rồi do biến chứng ở thận gây suy thận mạn, rồi do biến chứng ở não mạch máu, vân vân. Rồi đó là kết thúc bài bệnh lupus trong hệ thống, các bạn có trao đổi gì không ạ? Bạn Phúc, hiện tại bệnh viện có sử dụng tiêu chuẩn SLIT để chẩn đoán. Trong bài giảng lý thuyết cập nhật mới, tôi có nhắc đến cái tiêu chuẩn này để chẩn đoán. Bởi vì nó chi tiết, tiêu chuẩn này người ta cũng giống như tiêu chuẩn của chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, chi tiết và cho điểm. Tuy nhiên về mặt ứng dụng lâm sàng thì nó sao? Nó cũng tương đối là nó khó nhớ hơn. Dĩ nhiên mình có thể sử dụng cái tiêu chuẩn nào cũng được, nhưng mà tiêu chuẩn này thì cộng điểm chi tiết hơn nhưng mà nó khó nhớ hơn, cho nên là hiện tại mình sử dụng tiêu chuẩn sửa đổi 597 để mình sử dụng vẫn được, bởi vì thực sự cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó cũng gì cao ha. Khi mình chẩn đoán mình sử dụng tiêu chuẩn mới hơn, dĩ nhiên là tốt, mình có thể lý giải được bệnh nhân này đạt được bao nhiêu tiêu chuẩn, đạt được bao nhiêu điểm. Ok. Ức chế miễn dịch sử dụng đến khi nào? Với bệnh nhân đang sử dụng ức chế miễn dịch thì mình tiêm vaccine cúm sau ngưng thuốc bao lâu? Thuốc ức chế miễn dịch đối với những cái bệnh nhân bị lupus băng đỏ hệ thống thì bắt buộc sử dụng gì? Lâu dài, giống như bệnh viêm khớp dạng thấp thì ít nhất là 5 năm, thậm chí là suốt đời. Và dĩ nhiên đang sử dụng ức chế miễn dịch thì cái việc mà điều tiêm vaccine cúm sau ngưng thuốc bao lâu thì sao, thì mình phải tư vấn thêm cái phần đối với mỗi loại vaccine, người ta đối với những cái loại thuốc ức chế miễn dịch thì nó sẽ có những cái quy định khác nhau.
Hả? Có những cái bệnh nhân lupus xong đã hệ thống thì người ta đâu có ngưng được ức chế miễn dịch đâu mà bắt người ta ngưng trước khi người ta tiêm vaccine. Dĩ nhiên mình sẽ tư vấn theo cái vaccine đối với cái nhóm vaccine đó, thì đối với cái loại thuốc ức chế miễn dịch này thì tôi cần ngừng trước đó khoảng bao nhiêu tuần, à, khoảng vài tuần. Nói chung là nó không có kéo dài nhiều tháng đâu, chỉ cần một vài tuần thôi. Có bạn hỏi là có bệnh nhân vừa bị viêm khớp dạng thấp, vừa bị bệnh lupus không? Và tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân đó như thế nào? Có không các bạn? Có. Trên lâm sàng người ta sẽ có một cái bệnh nhân vừa bị bệnh viêm khớp dạng thấp, vừa bị bệnh lupus băng đỏ hệ thống, thậm chí vừa bị bệnh viêm da cơ tự miễn. Như vậy người ta gọi đó là cái thể bệnh gọi là gì? Bệnh mô liên kết hỗn hợp, tức là người ta sẽ phối hợp nhiều bệnh mô liên kết với nhau trên cùng một bệnh nhân. Như vậy mình coi tiếp cận chẩn đoán như thế nào? Mình coi ví dụ bệnh nhân này vừa có xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp dương tính, vừa có xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán bệnh lupus băng đỏ hệ thống gì dương tính, thì dĩ nhiên là gì, mình chẩn đoán cả hai được ha. Được chưa? Thí dụ bệnh nhân của bạn lâm sàng có viêm dự khớp kèm có tổn thương da, là tổn thương ở cơ quan nội tạng khác, và mình xét nghiệm mình thấy anti-CCP dương tính, đồng thời mình xét nghiệm thêm một cái xét nghiệm đặc hiệu cho lupus nữa, anti-dsDNA tiếp tục dương tính, thì bệnh nhân này mình chẩn đoán là gì, vừa viêm khớp dạng thấp vừa bệnh lupus sung đại hệ thống, hay người ta gọi là bệnh lý mô liên kết hỗn hợp nha. Ở đa khoa trung ương, một số bệnh nhân hội chứng thận hư có xét nghiệm tế bào Harbaugh. Xét nghiệm này có chẩn đoán xác định bệnh lupus băng đỏ hệ thống không? Có không các bạn? Xét nghiệm này bây giờ thật ra trên lâm sàng người ta không có sử dụng nhiều nữa. Xét nghiệm để chẩn đoán hội chứng thận hư này có phải nguyên nhân gốc của nó là bệnh lupus băng đỏ hệ thống hay không? Thì bắt buộc mình sử dụng gì? Xét nghiệm đặc hiệu của nó gọi là xét nghiệm anti-DSD này nha. Bệnh nhân bị hội chứng thận hư nặng và lupus thể trung bình thì dùng liều corticosteroid khoảng bao nhiêu ạ? Như vậy bệnh nhân này là một cái bệnh lupus băng đỏ hệ thống mà có tổn thương thận, mà hội chứng thận hư nặng, có nghĩa là nó là một cái thể bệnh lupus nặng, hồi nãy mình định nghĩa rồi đúng không? Bệnh nhân bệnh thể bệnh lupus có thèm cơ quan nội tạng quan trọng mà đặc biệt là ở thận, ở đây đã tổn thương hội chứng thận hư nặng thì gọi là cái thể bệnh nặng, thì bắt buộc mình phải sử dụng liều corticosteroid liều cao, tức là 1 đến 20 g bạc ký trên ngày đúng không ạ? Rồi, các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Cả ba Linh còn hỏi gì nữa không? Nếu không thì mình sẽ kết thúc buổi học ha các bạn ha. Trời ơi, tin nhắn là tôi phải đi qua một link hay link nãy giờ tôi kiểm tra, cho nên mình cứ các bạn gần cuối rồi các bạn cứ trao đổi trực tiếp đi nha. Khi nào bắt đầu điều
trị phòng ngừa loãng xương ở bệnh nhân lupus với liều của vitamin D, bisphosphonat là bao nhiêu ạ? À? Như vậy sao? Người ta khuyến cáo là trên tất cả những cái bệnh nhân lupus trong hệ thống này, mình đều dự phòng bằng canxi và vitamin D giống như trong loãng xương. Thí dụ canxi liều 1.000 mg trên ngày và vitamin D cũng liều 800 đơn vị trên ngày. Còn đối với bisphosphonat thì không dùng để dự phòng loãng xương. Trên bệnh nhân này mình phải tầm soát nếu bệnh nhân có gì, có giảm mật độ xương, chưa loãng xương nhưng mà có thiếu xương, nhưng mình đánh giá nguy cơ gãy xương trong tương lai nó có cao thì mình sẽ áp dụng như cái tiêu chuẩn điều trị thuốc chống gãy xương giống như trong loãng xương để mình điều trị. Lúc đó mình mới chỉ định bisphosphonat nha. Rồi, nếu không có gì thì mình kết thúc nha các bạn nha. Các bạn nói buổi tối học mấy giờ hả? À, muốn mấy giờ? 18:30 nha. Rồi. Rồi.